Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn chương 581, ông đang uy hiếp tôi sao? Lâu Thương Hà vội trả lời, bị sở chỉ huy quân đội Tu Hà bắt đi rồi, đứng đầu là Tiêu Chính Văn, chú nhất định phải nghĩ cách, gây áp lực bên phía Tu Hà, để bọn họ thả chú Tư ra. Lâu Thương Hà nói xong, sắc mặt Lâu Lập Hưng trở nên khó coi, hỏi sao người của sở chỉ huy quân đội Tu Hà lại bắt chú Tư? Anh cả, anh phải nói thật cho em biết. Lâu Thương Hà nghĩ ngợi rồi vẫn quyết định che giấu, chú tư đến Tu Hà bàn chuyện, không cẩn thận xảy ra xung đột với người khác, kết quả là người đó cậy mình có thân phận và địa vị ở sở chỉ huy quân đội Tu Hà, quy tội danh cho chú tư là xâm phạm quân khu, đả thương sĩ quan, cấu kết với thế lực ngầm. "Chú hai, lần này dù thế nào, chú cũng phải ra mặt giải quyết, nếu không chú tư sẽ bị xử bắn." Nghe Lâu Thương Hà nói xong, Lâu Lập Hưng hơi nghi hoặc nhưng sau đó nhanh chóng xóa bỏ hoài nghi của mình, nói, được, em biết rồi. Em lập tức đi xử lý chuyện này. Xuất lời, cúp điện thoại, Lâu Lập Hưng lập tức hạ lệnh thông qua phòng chỉ huy tác chiến. Sư đoàn giã chiến số 7, binh đoàn 5, lập tức chuẩn bị vũ trang xuất phát, tiến vào Tu Hà. Ngay tức khắc, binh đoàn giã chiến số 5 tổng cộng có 2.000 binh lính, mặc quân trang giã chiến, bọc hành lý trên vai. Bác theo súng ống, mặt bôi đầy thuốc màu, nhanh chóng nhảy lên mười mấy chiếc xe quân dụng màu xanh sẫm tiến thẳng về Tu Hà. Khoảng 10 giờ tối, 2.000 binh lính giã chiến binh đoàn 5 của sư đoàn giã chiến số 7, chiến khu Nam Lĩnh đã tiến vào địa phận Tu Hà. Lâu Lập Hưng nhảy từ trên xe díp xuống, đội mũ lên, chống hông, đứng trên một mỏm đá, tầm mắt nhìn xuống thành phố Tu Hà nói, 25 người, cùng tôi vào thành phố, những người khác ở nguyên tại đây chờ lệnh để ý tín hiệu để hành động. Gió, hai nghìn binh lính giã chiến nhanh chóng cúi người. Sau đó, Lâu Lập Hưng dẫn theo hai lăm người tin cậy nhất, ngồi lên vài chiếc xe quân đội, tiến thẳng đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Đến trước cổng, các binh lính canh gác sở chỉ huy quân đội Tu Hà thấy những chiếc xe quân đội đột nhiên xuất hiện, nhíu mày rồi tiến lên kiểm tra giấy tờ. Lâu Lập Hưng ngồi trong xe trình thẻ ngành của mình ra, lạnh lùng nói, tôi là Lâu Lập Hưng, Tổng chỉ huy sư đoàn giã chiến số 7 chiến khu Nam Lĩnh, tôi muốn gặp tổng chỉ huy của các cậu ngay lập tức. Vị binh lính canh gác đó sau khi nhìn thấy thẻ ngành của Lâu Lập Hưng liền cung kính chào điều lệnh, nói thật xin lỗi, làm phiền tướng quân lâu đợi một chút, chúng tôi sẽ đi báo cáo ngay. Sau đó, binh lính canh gác vội vàng đi thông báo cho Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn đang ở nhà chơi với Nana, đột nhiên nhận được điện thoại từ Tổng Bộ Chỉ huy Quân đội, cao mày nói, lâu lập hưng. Tổng chỉ huy sư đoàn giã chiến số 7 chiến khu Nam Lĩnh. Tôi biết rồi, tôi đến ngay. Sứt lời, cúp điện thoại, tiêu chính văn rời khỏi nhà, ngồi lên xe quân đội đến sở chỉ huy quân đội. Vừa xuống xe, anh đã thấy 25 binh lính giã chiến đứng ngoài cổng. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên cường tráng, giữa hai mày toát ra sát khí bức người. Lâu Lập Hưng cũng nhìn thấy Tiêu Chính Văn bước từ trên xe xuống, mở miệng hỏi cậu chính là tổng chỉ huy quân đội tu hà sao? Tiêu Chính Văn gật đầu, đúng vậy. Tốt lắm, tôi là Lâu Lập Hưng, tổng chỉ huy sư đoàn giã chiến số 7 chiến khu Nam Lĩnh, bây giờ tôi ra lệnh cho cậu lập tức thả Lâu Hán Long ra. Lâu Lập Hưng lạnh lùng nói, hoàn toàn không coi Tiêu Chính Văn ra gì. Trong ấn tượng của ông ta, tổng chỉ huy của quân đội Tu Hà chỉ có cấp sĩ quan. Nghe xong, Tiêu Chính Văn chắp tay ra sau, giữa hai lông mày toát ra sát khí lạnh lùng, nói: "Ông đang ra lệnh cho tôi sao?" "Đúng vậy, tôi đang ra lệnh cho cậu đấy." "Sửa vào chức vụ của tôi để ra lệnh cho cậu?" Lâu Lập Hưng tự tin nói. Tiêu Chính Văn cau mày, cười khẩy nói: "Thú vị đấy, chẳng lẽ quân dưới trướng Hắc Long đều không có phép tắc như vậy sao?" "Láo toét." chủ soái của chúng tôi là người mà tổng chỉ huy quân đội nhỏ bé như cậu có thể tùy tiện nhắc tới sao. Lâu lập hưng phẫn nộ, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu chính văn. Tiêu chính văn không hề sợ hãi hỏi, ông có biết, ông muốn tôi thả lâu hán long ra là phạm phải tội gì không? Lâu lập hưng đáp, tôi chỉ biết có người cố ý hãm hại nó. Bây giờ cậu lập tức thả người, nếu không hai binh lính giã chiến được bố trí cách đây 10 dặm sẽ tấn công vào tiếp quản nơi này. nghe xong, tiêu chính văn nhanh chóng nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng nói: ông đang uy hiếp tôi à? ha ha ha. lâu lập hưng cười phá lên, nói cậu có thể coi như tôi đang uy hiếp. tiêu chính văn gật đầu, sau đó anh đột nhiên đá mạnh vào lâu lập hưng trước mặt tất cả mọi người. lúc đó, sắc mặt lâu lập hưng xa sầm, nhếch mép cười nhạt nói dựa vào cậu mà cũng dám ra tay với tôi ư ông ta là cường giả cấp chiến thần ba sao một tổng chỉ huy của sở chỉ huy quân đội tu hà bé nhỏ cùng lắm thực lực đạt đến cấp quân vương đã là giỏi lắm rồi vậy mà cũng dám ra tay với mình muốn chết hả gần như trong nháy mắt lâu lập hưng đồng thời giơ chân đạp mạnh về phía tiêu chính văn hai mươi mấy binh lính giã chiến sau lưng ông ta cũng cười khẩy sau đó một giây sau tất cả mọi người đều kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra bịch mọi người nhìn thấy một bóng người bay thẳng ra ngoài nặng nề đập vào chiếc xe jeep đằng sau làm kính xe jeep vỡ tan tành đến lúc mọi người phản ứng lại thì mới phát hiện người bay ra đó chính là lâu lập hưng xoạt tất cả đều hít sâu một hơi khí lạnh đặc biệt là những binh lính giã chiến bên cạnh đều xứng sờ tướng quân của bọn họ là cường giả cấp chiến thần đấy đã được công nhận ở chiến khu nam lĩnh nhưng không ngờ vừa mới gặp mặt lâu lập hưng đã bị đá bay rồi lúc này lâu lập hưng ngã xuống đất ôm lấy bụng nôn ra máu tươi ánh mắt đầy kinh ngạc sao có thể chứ ông ta thua rồi vậy mà lại thua sao ông ta là cường giả cấp chiến thần cơ mà Vậy mà lại thua dưới tay tổng tư lệnh của sở chỉ huy quân đội ở một địa phương nhỏ bé. Đối phương còn mạnh hơn cả ông ta. Chuyện này không thể nào. Ông ta đột nhiên nhíu mày, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm người đàn ông đang chắp tay sau lưng đứng trước mặt, trầm giọng nói, rốt của cậu là ai? Lúc này, dưới ánh trăng sáng, Tiêu Chính Văn bước từng bước tiến về phía trước. Đường đèn và ánh trăng đồng thời chiếu rọi trên mặt Tiêu Chính Văn cuối cùng lâu lập hưng cũng nhìn rõ gương mặt của người đàn ông này trong khoảnh khắc ngắn ngủi đầu óc ông ta bùng nổ người đàn ông này quá quen mắt hình như ông ta đã nhìn thấy ở đâu đợi đã lâu lập hưng nhanh chóng nhớ ra ông ta đã từng đi cùng chủ soái hắc long gặp gỡ một nhóm người nhóm người đó là tướng lĩnh cấp cao của thế lực chiến khu hoa quốc mà người đàn ông đứng đầu đoàn người năm đó hình như là người đàn ông trước mắt chủ soái Bắc Lương. âm, um. Gần như lập tức, Lâu Lập Hưng bị dọa toàn thân run rẩy, ánh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn, run lẩy bẩy hỏi, "Cậu, cậu là chủ soái Bắc Lương sao?" Chương 582: Khởi hành đến nhà tù đen. Tiêu Chính Văn từ trên cao nhìn xuống Lâu Lập Hưng lạnh lùng nói, "Ông biết tôi à?" Dầm. Chỉ bốn chữ đơn giản mà đã khiến Lâu Lập Hưng run lẩy bẩy, ướt đẫm mồ hôi cậu ta lại là chủ soái Bắc Lương thật. Gần như ngay sau đó Lâu Lập Hưng đứng dậy, chịu đựng cơn đau ở lồng ngực cung kính cúi chào Tiêu Chính Văn nói, Lâu Lập Hưng kính chào chủ soái Bắc Lương. Tiêu Chính Văn nhìn thẳng vào Lâu Lập Hưng bằng ánh mắt sắc như dao nói, tôi đã từ trước rồi, bây giờ chỉ là một tổng chỉ huy nhỏ bé của quân đội Tu Hà thôi. Câu nói này như có ý vả vào mặt Lâu Lập Hưng. Lâu Lập Hưng run rẩy, khóe miệng nhếch lên nụ cười gượng gạo nói, chủ soái cậu cứ đùa, xem trí nhớ của tôi này, không thể nhận ra cậu ngay được, còn mong cậu tha tội. Lúc này hai mươi mấy binh lính giã chiến đằng sau lâu lập hưng hoảng sợ trợn mắt há mồm. Người đàn ông trước mặt lại là chủ soái Bắc Lương danh tiếng lẫy lừng, là người đàn ông đứng trên đỉnh vinh quang ở chiến khu Hoa Quốc. Cũng là thần tượng duy nhất trong lòng tất cả binh lính. Lúc này tiêu chính văn lạnh lùng nhìn Lâu Lập Hưng nói, Lâu Lập Hưng, thế bây giờ tôi hỏi ông, ông còn muốn tôi thả người nữa không? Lâu lập hưng nhíu mày do dự một lát rồi nói, chủ soái, cậu bắt người chắc chắn có lý do của cậu, là do tôi không điều tra kỹ lưỡng. Tôi không quản chuyện này nữa, mọi chuyện đều nghe theo ý của chủ soái. Lâu lập hưng cũng cảm thấy hoảng hốt. Nếu tiêu chính văn trách tội mình thật thì chỉ cần cậu ta nói với chủ soái Hắc Long, vậy mình rất có thể sẽ bị cách chức. Thế nên ông ta sẽ không quản chuyện nhà họ lâu nữa nghe ông ta nói vậy tiêu chính văn cũng không nói gì nữa mà chỉ lạnh lùng đáp thế dẫn người của ông lập tức rời khỏi tu hà vâng lâu lập hưng cúi chào sau đó lập tức lên xe rời đi lúc ông ta quay lại đỉnh núi lập tức ra lệnh tất cả lập tức quay về trên đường lâu lập hưng quay về lâu thương hà lại gọi điện đến nôn nóng hỏi chú hai chuyện đó giải quyết thế nào rồi đối phương có thả người ra hay không lâu lập hưng tức giận nói anh cả có phải anh giấu em chuyện gì không rốt cuộc chú tư đã làm gì nghe lâu lập hưng hỏi vậy sắc mặt lâu thương hà trở nên xám xịt chú hai chú đang nói gì vậy chú tư bị hãm hại chú chỉ cần gây áp lực cho sở chỉ huy quân đội tu hà để họ thả chú tư ra chuyện khác cứ để tôi giải quyết hừ lâu lập hưng khịt mũi nói anh cả đây là lần cuối cùng em giúp nhà họ lâu cũng là lần cuối em chân thành khuyên bảo anh em sẽ không nhúng tay vào chuyện bên tu hà nữa nếu anh muốn nhà họ lâu tiếp tục được yên ổn ở vân hải thì cứ làm theo ý đối phương nói đừng chống lại nói xong lâu lập hưng vừa định cúp máy thì lâu thương hà vội hỏi chú hai rốt cuộc chú đang nói gì vậy lẽ nào chú không cứu được chú tư sao lâu lập hưng tức giận nói cứu lấy gì mà cứu anh có biết người bắt hán long là ai không ai chẳng phải là một sĩ quan của sở chỉ huy quân đội tu hà sao? Có thể có thế lực lớn đến mức nào chứ? Lâu thương hà bất mãn nói, ông ta thầm nghĩ chú hai nhà mình không muốn dùng quyền lợi để gây sức ép. Nhưng ngay sau đó, Lâu Lập Hưng gần như gầm lên, đổ ngu. Người bắt chú Tư là chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm đấy. Âm âm âm, câu nói này như tiếng nổ vang bên tai Lâu Thương Hà. Ngay sau đó, Điện thoại trong tay ông ta rơi xuống. Lúc này trong sảnh chính, những người cốt cán của nhà họ Lâu nhìn bộ dạng kinh ngạc của Lâu Thương Hà đều ngơ ngác. "Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bên nhị gia sao rồi? Tứ gia có được thả ra không? Gia chủ, anh nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Khi mọi người cứ ồn ào nhao nhao cả lên, hai tay Lâu Thương Hà run rẩy ngồi phịch xuống nói, "Xong rồi, xong rồi, nhà họ Lâu toang rồi." đụng phải người không nên đụng rồi. Nghe vậy, mọi người càng khó hiểu. Gia chủ, rốt cuộc chuyện gì vậy? Mọi người lo lắng hỏi. Lâu thương hà lo lắng nói, lúc nãy nhị ra nói với tôi, người bắt tứ ra là chủ soái bắc lương tiền nhiệm. Bùm! Câu này như sấm sét giữa trời quang nổ ầm bên tai mọi người. Chủ, chủ soái bắc lương tiền nhiệm. Ngay lập tức người nhà họ lâu dường như đều chết lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi người ngơ ngác. Cứ thế yên lặng hơn 10 phút mới có người dám lên tiếng, thế tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Người này vừa dứt lời, người nhà họ Lâu gần như đồng thanh, đến Tu Hà xin lỗi chủ soái Bắc Lương. Chiều hôm đó Lâu Thương Hà dẫn theo Lâu Kiệt và mấy chục người nhà họ Lâu gấp rút rời khỏi Vân Hải để đến Tu Hà. Một đám bốn, 50 người đều quỳ trước cổng sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Lâu Thương Hà quỳ ở hàng đầu, miệng hét đến khô khốc. Lâu Kiệt run như cầy sấy, ngất xỉu mấy lần. Có thế nào hắn cũng không ngờ mình lại chọc phải chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm. Mặc dù là tiền nhiệm nhưng danh uy của chủ soái Bắc Lương lại rành rành trước mắt. Cứ quỷ thế cả hai tiếng đồng hồ họ mới thấy Tiêu Chính Văn đi ra từ sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chính Văn, Lâu Thương Hà dầu dĩ cúi đầu nói, mong chủ soái dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho nhà họ Lâu, nhà họ lâu dù có làm trâu làm ngựa cũng sẽ biết ơn lòng nhân từ của chủ soái những người khác nhà họ lâu cũng run rẩy quỳ trên mặt đất tiêu chính văn nhìn đám người nhà họ lâu quỳ trước mặt lạnh lùng nói lâu thương hà tôi đã cho các ông cơ hội rồi là do các ông không biết nắm lấy tội chết khó tránh khỏi bắt đầu từ hôm nay nhà họ lâu cút khỏi vân hải tất cả người ở lâu thị đều bị điều tra mọi chuyện cứ xử lý theo pháp luật suốt lời Tiêu Chính Văn xoay người rời đi. Lâu Thương Hà tái mặt vì sợ hãi, lớn giọng nói với bóng dáng rời đi của Tiêu Chính Văn, chủ soái, xin cậu hãy tha cho nhà họ lâu. Thế nhưng Tiêu Chính Văn đã lên xe jeep rời đi. Không lâu sau, một nhóm binh lính lao đến bắt hết người nhà họ lâu lại. Kết cục thì ai cũng biết. Khu nhà họ lâu ở Vân Hải bị phong tỏa ngay trong ngày. Chuyện này gây chấn động cho toàn tỉnh Vân Hải lúc này đương sự là Tiêu Chính Văn đã rời khỏi Tu Hà để đi đến hòn đảo nơi có nhà tù đen. Lúc này anh đã lên một du thuyền xa hoa, còn dẫn theo Long Nhất và Long Lân. Du thuyền cực kỳ xa hoa sang trọng, tất cả có 6 tầng, có trung tâm mua sắm, dạp chiếu phim, thiết bị giải trí và có cả sòng bạc. Lúc này Tiêu Chính Văn, Long Nhất và Long Lân ngồi trong quán cà phê trên tầng 3 của du thuyền nói chuyện về nhà tù đen. Long Vương, theo thông tin nhận được, dù thuyền này có một thành viên của Hắc Kỵ, chúng ta có nên hành động không? Long Lân hỏi. Tiêu Chính Văn nghĩ hồi lâu rồi nói, trước tiên cứ án binh bất động quan sát, tôi nghĩ hành trình lần này không đơn giản vậy đâu. Vừa nói hết câu, một người đàn ông mặc áo đuôi tôm tao nhã bưng ly cà phê bước đến trước mặt mấy người Tiêu Chính Văn cười nói, anh Tiêu, anh không để ý nếu tôi ngồi đây chứ? Chương 583, người của Hắc Kỵ sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này khiến đám người tiêu chính văn sửng sốt trong giây lát, anh nhanh chóng nhướng mày. Anh quen tôi à? Tiêu chính văn cau mày hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Đối phương mỉm cười, ngồi xuống một cách rất tự nhiên, vắt chéo hai chân, nói, lẽ nào, không phải lần này anh tiêu muốn đi nhà tù đen sao? Nghe thấy câu này, sắc mặt tiêu chính văn, Long nhất và Long lân nhanh chóng sầm xuống. Long nhất cũng nhanh chóng đứng dậy, muốn ra tay phản ứng Tuy nhiên, tiêu chính văn lại giơ tay ngăn long nhất lại Khóe miệng hiện lên nụ cười, dựa vào ghế sofa hỏi Hắc Kỵ Người bên kia mỉm cười, nhún vai, nhướng mày nói Kỵ sĩ thứ 13 của Hắc Kỵ, Charles, anh cũng có thể gọi tôi là thẩm giật vân Tiêu chính văn khẽ nhíu mày, nói người của Hoa Quốc Đối phương mạnh dạn nói, đúng vậy làm sao anh phát hiện ra chúng tôi tiêu chính văn hỏi thẩm giật phân cười nói hắc kỵ chúng tôi đương nhiên có cách của riêng mình nhưng đây là bí mật của hắc kỵ không tiện nói cho anh tiêu đây biết tiêu chính văn gật đầu sau đó nói vậy anh thẩm đây đột nhiên xuất hiện là muốn làm gì làm một cuộc thỏa thuận thẩm giật phân bình thản nói nhấp một ngụm cà phê giao dịch gì tiêu chính văn hỏi tôi đưa các anh đến hòn đảo của nhà tù đen các anh giúp tôi cứu một người thoát khỏi nhà tù đen. Thẩm giật vân mỉm cười, giữa lông mày mang theo luồng khí tức bức người. Nghe thấy câu này, sắc mặt tiêu chính văn nhanh chóng trở nên nghiêm nghị, lông mày khẽ nhếch lên, nhìn thẩm giật vân, nói, sao anh lại nghĩ tôi sẽ chấp nhận giao dịch này? Hơn nữa, sao anh có thể chắc chắn được tôi có thể cứu tù nhân ra khỏi nhà tù được chứ? Thẩm giật vân cười, nói, long xoái nam sao, chủ soái nhiệm kỳ trước của Bắc Lương có thể nói là cường giả mạnh nhất được công chúng ở Hoa Quốc công nhận nhân vật bất khả chiến bại như anh nếu như không vượt qua được nhà tù đen thì có lẽ trên thế giới này chẳng có ai làm được điều đó nữa rồi nghe thấy vậy hàng lông mày của Tiêu Chính Văn ngưng tụ lại anh ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói thẩm giật phân nói tiếp anh Tiêu thông tin của anh nội bộ Hắc Kỵ chúng tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay lần này tôi đại diện cho Hắc Kỵ thỏa thuận cuộc giao dịch này với anh, nếu như anh tiêu đồng ý, giúp chúng tôi cứu một người ra, chúng tôi có thể đưa anh lên đảo. Sau khi nói xong, thẩm giật vân bình thản ngồi uống cà phê, chờ đợi câu trả lời của tiêu chính văn. Tiêu chính văn trầm mặc một lúc, sau đó hỏi các anh muốn tôi cứu ai? Thẩm giật vân khẽ mỉm cười, lấy trong túi ra một tấm ảnh, đưa cho tiêu chính văn, người này là thiếu đương gia của hắc kỵ chúng tôi, bởi vì một số lý do đặc biệt nên bị nhốt vào nhà tù đen, xin anh Tiêu hãy cứu anh ấy an toàn ra ngoài. Tiêu chính văn cầm lấy tấm ảnh sau đó liếc nhìn. Trong ảnh là một thanh niên có khuôn mặt trắng trẻo chuẩn mực, giữa hai hàng lông mày mang theo sát khí u ám và kiêu ngạo. Anh ấy tên là Cần, ở phòng giam số 18, khu giam giữ số 3 của nhà tù đen, thẩm giật vân nói. Tiêu chính văn liếc nhìn vài cái, cất bức ảnh đi, sau đó nghiêm túc nhìn đối phương nói vậy bây giờ tôi có vài câu muốn hỏi anh anh hỏi đi thẩm giật phân cười nói trong nhà tù đen có người nào tên là tiêu long không tiêu chính văn hỏi nghe thấy cái tên này thẩm giật phân cau mày sau đó nghiêm túc nhìn tiêu chính văn nói anh tiêu tới nhà tù đen là để cứu tiêu long sao đúng vậy tiêu chính văn gật đầu đáp thẩm giật phân hít sâu một hơi sau đó nói nếu tôi nhớ không nhầm mấy năm trước, quả thật có một cường giả bất khả chiến bại tên là Tiêu Long bị giam giữ trong nhà tù đen. Nhưng lần này sợ rằng khiến anh Tiêu thất vọng rồi. Anh có ý gì?" Tiêu Chính Văn căng thẳng, lông mày cao lại. Thẩm giật phân nói, ba năm trước, nhà tù đen xảy ra một cuộc bạo động. Cuộc bạo động đó đã gây ra vô số thương vong, người ta đồn rằng một nửa số tù nhân trong nhà tù đen đã chết và Tiêu Long cũng đã hoàn toàn mất tin tức trong cuộc bạo động đó." có tin đồn rằng chính Tiêu Long là người đã lên kế hoạch gây rối. Nhưng lúc đó, bốn vị chủ soái trong nhà tù đen đã cùng nhau ra tay, lập tức trấn áp được tình trạng hỗn loạn. Sau đó lại truyền ra thông tin Tiêu Long đã chết trong nhà tù đen, tuy nhiên tính chính xác của vấn đề vẫn chưa được xác minh. Nghe xong lời của thẩm giật vân, sắc mặt của Tiêu Chính Văn trở nên rất khó coi. Ông nội chết rồi sao? Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chính Văn thay đổi, thẩm giật vân vội vàng nói, anh Tiêu, tình hình cụ thể vẫn cần điều tra rõ, nói không chừng đây đều là tin đồn mà thôi. Tiêu chính văn đương nhiên hiểu được ý của thẩm giật vân, cũng không nói gì thêm, sau đó hỏi, mấy ngày sau lên đảo. Thẩm giật vân nói, không gấp, chúng ta cần đến Las Vegas gặp một người. Ai, tiêu chính văn hỏi. Người hướng dẫn lên đảo, thẩm giật vân cười nói. Sau đó bọn họ chia nhau ra. Tiêu chính văn, long nhất và long lân quay về phòng ba người ngồi đối diện nhau vẻ mặt rất nghiêm túc chủ soái tôi cứ cảm thấy tên thẩm giật vân đó có chút không đáng tin long nhất cau mày nói long lân cũng nói theo đúng vậy tôi cũng có cảm giác này còn có hắc kỵ tôi cũng cảm thấy có vấn đề tiêu chính văn nhíu mày vẻ mặt trầm xuống suy nghĩ một lúc nói lập tức liên hệ với phòng làm việc của điện thần long ở las vegas bảo bọn họ chuẩn bị trước. Vâng, Long Lân trả lời rồi nhanh chóng đi thu xếp. Sau đó, Tiêu Chính Văn đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng, đứng trên bong tàu, nhìn ra mặt biển vô tận. Ông nội, ông tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Cháu nhất định sẽ tìm thấy ông. Bữa tối, trên tàu tổ chức bữa tiệc chào đón du khách. Cả con tàu hơn nghìn người, tất cả đều tập trung ở sảnh tiệc trên tầng 4. Khung cảnh tấp nập, Vô số người giàu có từ khắp nơi trên thế giới tụ họp lại đây. Sau khi thuyền trưởng phát biểu, ông ấy bước xuống sân khấu, liên tục nâng ly chúc mừng và trò chuyện với những vị khách xung quanh. Ba người Tiêu Chính Văn, Long Nhất và Long Lân đang ngồi trong khu nghỉ ngơi, uống rượu, ăn nhẹ và quan sát đám đông. "Long Vương, các anh em phía bên Las Vegas đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." Long Lân nói nhỏ. Tiêu Chính Văn gật đầu ánh mắt rơi vào một người phụ nữ trong đám đông. Người phụ nữ này mặc chiếc váy dạ hội hở ngực màu đen, để lộ tấm lưng trần, cô ta xóa tóc, khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao giáo. Lúc này, cô ta đang cầm một ly rượu whisky xài bước về phía anh. Sau đó, cô ta vui vẻ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh tiêu chính văn, nâng ly với anh rồi cười nói, anh cũng ở đây à? Tiêu chính văn nhướng mày nhìn người phụ nữ trước mặt mình một cách bất lực thì ra là đỗ tình tuyết. Thật trùng hợp. Ừ, tới chơi với vài người bạn, tiêu chính văn bình thản nói. Long nhất và Long lân lúc này hiểu ý lập tức đứng dậy rời đi. Đỗ tình tuyết thấy vậy, ngồi xuống bên cạnh tiêu chính văn, chớp mắt, hỏi chơi à? Đây là tàu du lịch tới Las Vegas đó. Sao anh đi chơi xa vậy? Không phải ở nhà vẫn còn vợ đẹp con thơ sao? Audio điện tử võ tấn bền chương 584, ám sát đỗ tình tuyết. Tiêu chính văn nhướng mày, nói, sao nào, không được ra ngoài chơi à? Đỗ tình tuyết mỉm cười, nói, không phải, chỉ là tò mò chút thôi. Nói xong câu này, hai người rơi vào trầm mặc. Sau đó, đỗ tình tuyết đứng dậy, tiêu chính văn hỏi, đi đâu thế? Đỗ tình tuyết ngây người ra, vén tóc bên tai, cười nhạt nói, không có gì, tôi vào nhà vệ sinh chút. Nói xong, Đỗ Tình Tuyết chỉnh lại bộ váy, một mình đi vào nhà vệ sinh. Tiêu Chính Văn không quan tâm lắm nhưng anh vô tình phát hiện, có một người trong đám đông khi thấy Đỗ Tình Tuyết đi vào nhà vệ sinh liền đi theo. Vốn dĩ không có gì quá đặc biệt, nhưng Tiêu Chính Văn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Anh hơi nhíu mày, đặt ly rượu xuống rồi đi theo. Tiêu Chính Văn đi theo người đàn ông lén lút đó tới nhà vệ sinh, quả nhiên sau khi nhìn ngó xung quanh vài lần, thấy không có ai, hắn liền đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Lúc này, Đỗ Tình Tuyết đang đứng trước gương, nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo trước mặt, ánh mắt có chút mất mát, không biết đang suy nghĩ gì. Hy vọng lần hợp tác này không có vấn đề gì. Đỗ Tình Tuyết tự cổ vũ bản thân, sau đó cúi người rửa tay, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng một người đàn ông mặc vest đen đột nhiên xông vào từ cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt u ám, nhìn chằm chằm Đỗ Tình Tuyết anh là ai? Đỗ tình tuyết sợ tới mức lảo đảo vài bước, dựa vào bồn rửa mặt, nhìn gã đàn ông khóa trái cửa lại, trong lòng lập tức kinh hãi. Gã đàn ông đó lạnh lùng nhìn đỗ tình tuyết, nói, lấy mạng của cô. Nói xong, một con dao găm màu bạc lấp lánh từ trong tay áo hắn trượt ra, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Sắc mặt đỗ tình tuyết tái xanh vì sợ hãi, một tay vịn chặt vào bồn rửa mặt, tay còn lại nắm thành nắm đấm, môi khẽ run lên, dùng sức hỏi ai phái anh tới cô ta cũng không phải kẻ ngốc đối phương đã có chuẩn bị mới tới cô ta rất muốn kêu cứu nhưng cô ta biết rằng nếu làm như vậy sẽ chỉ khiến cô ta chết nhanh hơn thôi vì vậy cô ta chọn cách đàm phán xin lỗi chuyện này không thể nói với cô được gã đàn ông đó cười lạnh cố tình liếm môi nói cô yên tâm không đau chút nào đâu nói xong gã đàn ông tiến lên hai bước tay nắm chặt con dao găm. Bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi cho anh, đỗ tình tuyết lùi lại phía sau vài bước, cắn chặt răng. Gã đàn ông do dự, khẽ cau mày nhìn đỗ tình tuyết, có vẻ như lời đề nghị của đỗ tình tuyết đã hấp dẫn gã, nhưng trong tích tắc, gã cười chế nhạo, chúng tôi có một quy tắc, tuyệt đối không bao giờ phản bội chủ nhân. Nó xong, gã đàn ông đó trợn mắt, lộ ra sự hung ác, lao về phía trước, dao găm trong tay đâm thẳng vào ngực đỗ tình tuyết. À, lúc đó, Đỗ Tình Tuyết kinh hãi hét lên, trong mắt chỉ có hình ảnh con dao găm sắc bén đang đâm về phía mình. Bụp! Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh bị đạp mạnh từ ngoài vào. Tiêu chính văn xông vào, sức lực mạnh mẽ làm chấn động gã đàn ông, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tiêu chính văn đã đứng trước mặt gã, anh nhấc chân lên, đạp mạnh một phát. Bụp! Tiêu chính văn đá mạnh vào bụng của gã đàn ông đó. Nhanh chóng, gọn lẹ không chút do dự nào cú đá của tiêu chính văn không hề nhẹ gã đàn ông đó lập tức cong người như con tôm bị đá bay ngược ra đập vào cửa nhà vệ sinh bụp cánh cửa bị va đập bởi một lực cực lớn gã đàn ông đó ngã sóng xoài trên mặt đất cố gắng lắm cũng không thể đứng dậy được đỗ tình tuyết sợ tới mức ngồi xổm xuống đất ôm chặt đầu không dám nhìn khi cô ta phát hiện ra bóng dáng quen thuộc trước mặt Đỗ Tình Tuyết lao thẳng vào vòng tay của Tiêu Chính Văn, cả người không ngừng run rẩy. Tiêu Chính Văn khẽ ngây người ra, sau đó vỗ nhẹ vào lưng của Đỗ Tình Tuyết. Được rồi, được rồi, không sao rồi, những chuyện còn lại để tôi giải quyết. Đỗ Tình Tuyết nước mắt lưng tròng, cô ta âm thầm lùi lại vài bước, đứng sang một bên. Tiêu Chính Văn bước tới, đột nhiên, gã đàn ông đó dồn hết sức lực, đâm dao về phía anh. Cẩn thận! đỗ tình tuyết đứng phía sau nhìn thấy rất rõ ràng lập tức kinh hãi hét lên tuy nhiên tiêu chính văn hoàn toàn không quan tâm anh chỉ khẽ nghiêng người sau đó lại đá thêm một cái bụp gã đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả người đã bị đạp vào trong phòng vệ sinh gã quỳ trên mặt đất ôm cái bụng đau đớn dữ dội của mình gã không khống chế được mà nôn ra hết những thứ trong bụng tiêu chính văn không dừng tay anh tiến lên túm tóc gã không cho gã cơ hội để thở anh ấn đầu gã vào bồn vệ sinh sau đó ấn xả nước ọc 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 tiếng nước chảy vang vọng bên tai gã đàn ông toàn bộ đầu của gã đều bị ngâm trong nước gã không thở nổi khi gã hít vào số lượng lớn nước khử trùng sẽ tràn vào trong phổi gã nói ai phái mày tới tiêu chính văn kéo đầu gã ra khỏi bồn vệ sinh sau đó hung dữ hỏi tên này đã bị đánh cho tới tấp không phân biệt được đông tây nam bắc bên tai còn có tiếng ong ong gã không nghe rõ tiêu chính văn hỏi gì thấy cái miệng cứng ngắc của gã tiêu chính văn lại ấn đầu gã vào bồn cầu sau đó ấn xả nước sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần dưới sự tra tấn khốc liệt gã đàn ông đó mới tỉnh táo lại được chút nói kẻ sau lưng mày là ai ai bảo mày đến giết cô ấy tiêu chính văn hỏi ha ha tao sẽ không nói đâu có bản lĩnh thì giết chết tao đi." Gã đàn ông đó cười gian ác, miệng vẫn rất cứng, cố gắng nghiến răng nghiến lợi. "Nếu đã như vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa." Tiêu Chính Văn lắc đầu, ánh mắt thương hại nhìn gã, nói, "Rất nhiều người cũng giống như mày, vì ngu nên mới chết, rốt cuộc kẻ đằng sau mày quan trọng đến mức nào mà mày phải dùng cả mạng sống để đổi? Trong khi cái mạng của mày chỉ không hề có giá trị gì trong mắt người ta." khi nói câu này giọng điệu của tiêu chính văn đầy ớn lạnh không biết vì sao khi gã đàn ông đó quay đầu lại nhìn biểu cảm của tiêu chính văn cả người gã không khỏi run rẩy sai lầm lớn nhất của mày hôm nay là nhắm vào cô ấy nếu như mày không chết tao nghĩ rằng kẻ đứng sau mày cũng sẽ không biết sợ nếu đã như vậy tao sẽ dùng cái mạng của mày để cánh cáo hắn ta sau đó tiêu chính văn tiếp tục túm tóc gã đàn ông và ấn đầu gã vào bồn vệ sinh sau đó Tiêu chính văn đứng dậy, dẫm mạnh chân vào đầu gã, mặc cho đối phương vùng vẫy thế nào cũng không có tác dụng. Ọc ọc ọc, tiếng nước chảy lại vang lên, đầu của gã đàn ông đó bị dòng nước nuốt chừng, gã thở không ra hơi, phổi như sắp bị nổ tung. Gã cố gắng vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Đỗ tình viết nắm chặt tay, có chút lo lắng, hỏi, nhỡ chết người thì sao? Tiêu chính văn cười nói, không sao, những tên như vậy đều đáng chết. Đến lúc này, anh vẫn có thể cười được. Cảm thấy không thở nổi, gã đàn ông muốn mở miệng, như khi gã mở miệng, nước lạnh sẽ lập tức ùa vào bên trong. Gã không thể nhịn được nữa, cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, phổi đang thiếu dưỡng khí, đầu óc ong ong và choáng váng. Cho mày cơ hội cuối cùng, có nói không? Tiêu Chính Văn hét lớn. Gã đàn ông liều mạng đập vào thành bồn cầu, Tiêu Chính Văn buông chân ra, sau đó nhấc đầu gã lên khiến hắn gã nhào xuống đất. Gã đàn ông đó ướt súng, mềm hoạt nằm trên mặt đất, ho khan một tiếng, liều mạng hít thở không khí, cả khuôn mặt đã tím tái. Nói tiêu chính văn mặt mày u ám. Là, là vợ của chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị, Tào Lệ Lan. Tiêu chính văn cao mày, ngẩng đầu nhìn Đỗ Tình Tuyết, lúc này Đỗ Tình Tuyết cũng hơi ngạc nhiên nhìn về phía anh. chương 585, âm mưu ám sát trong đêm. Sau khi Đỗ Tình Tuyết và Tiêu Chính Văn ra khỏi nhà vệ sinh, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn và kinh hãi. Tiêu Chính Văn đi bên cạnh Đỗ Tình Tuyết, hỏi lần này cô ra ngoài làm gì? Đỗ Tình Tuyết hít sâu một hơi, nói ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Ai sắp xếp, Tiêu Chính Văn lại hỏi. Sắc mặt Đỗ Tình Tuyết lập tức trở nên khó coi, một lúc sau mới nói ra một cái tên Tào Lệ Lan. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã hiểu ra. Tào lệ lan này đúng là cay nghiệt ác độc, lại phái người đi giết đỗ tình tuyết. Tiếp theo cô định làm gì? Trầm mặc một lúc, tiêu chính văn hỏi. Lúc này đỗ tình tuyết cũng rất dối, cô ta lắc đầu nói, tôi cũng không biết, bây giờ tôi đang dối lắm, vì sao bà ấy lại làm như vậy? Tiêu chính văn thở dài một hơi, nói có thể là do vấn đề lợi ích, cô quay về nghỉ ngơi đi, nếu như có chuyện gì nghĩ không thông thì cứ tới tìm tôi đỗ tình tuyết rơm rớm nước mắt đôi môi đỏ mỏng khẽ run lên sau đó cô ta gật đầu rời khỏi hội trường bữa tiệc sau khi đỗ tình tuyết rời đi long nhất và long lân đi tới long lân nghi hoặc hỏi long vương người phụ nữ này là ai thế sao cảm giác có quan hệ rất thân thiết với anh chị dâu có biết không vậy tiêu chính văn quay đầu lại trừng mắt nhìn long lân nói đừng có nghĩ linh tinh cô ấy là bạn tôi mà nói rõ hơn thì là quan hệ cấp trên cấp dưới. Long lân nhún vai nhướng mày, nhìn Long nhất ở bên cạnh, hai người nhìn nhau cười, không nói thêm gì. Rất nhanh sau đó, bữa tiệc đã kết thúc. Đám người tiêu chính văn trở về phòng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tiêu chính văn ngồi trên ban công ngoài trời, cảm nhận cái mát lạnh của gió biển ban đêm, lấy những mảnh giấy ra tiếp tục nghiên cứu. Mấy ngày này, ngày nào tiêu chính văn cũng dành thời gian để xem và nghiên cứu nội dung trong các mảnh giấy này sau một khoảng thời gian không ngừng học hỏi tiêu chính văn nhận thấy kỹ năng y học của mình đã tiến bộ hơn rất nhiều hơn nữa anh cũng học được không ít phó công ám sát trong mảnh giấy còn học được một số tâm pháp tiêu chính văn cảm nhận được một cách rõ ràng thể chất của mình cường tráng hơn trước đây rất nhiều hơn nữa tốc độ của anh cũng nhanh hơn trước đến sự tập trung cũng tốt hơn trước nhiều. Tiêu chính văn giơ tay lên, nắm thành nắm đấm, anh cảm nhận được sức mạnh vô tận. Sau đó anh tung ra một cú đấm, quả thực nghe thấy âm thanh xuyên thủng bầu trời. Hơn nữa, sức mạnh đó còn làm rung chuyển nước trong chiếc cốc cách xa một cánh tay. Cú đấm này khiến tiêu chính văn kinh ngạc, anh còn tưởng mình nhìn nhầm rồi. Có phải là vì sóng không? Tiêu chính văn không quan tâm lắm, cất mảnh giấy đi, lấy điện thoại ra gọi video cô cho khương vi nhan vợ à nhớ anh không tiêu chính văn cười nói trong video khương vi nhan mặc bộ đồ ngủ gợi cảm của Laysa cô đang đắp mặt nạ nói chồng à em nhớ anh muốn chết luôn anh đi tới đâu rồi vẫn đang trên biển chắc khoảng hai ngày nữa mới tới nơi tiêu chính văn cười nói vâng khương vi nhan chu môi nói à đúng rồi chồng à mấy ngày nữa em sẽ tới Long Kinh để tham gia hoạt động, là hiệp hội doanh nghiệp tu hà cử em đi đấy, anh thấy thế nào? Được mà, em đi đến đó học hỏi, tiếp xúc với những người thành đạt, như vậy rất có ích cho công ty, Tiêu Chính Văn nói. Vâng, em cũng thấy như vậy, Khương Vi Nhan mỉm cười. Tuy nhiên, ngay sau đó, đồng tử cô giãn ra, đột nhiên kêu thất thanh, chồng ơi, cẩn thận, đằng sau anh có người. Khương Vi Nhan nhìn thấy một kẻ bịt mặt trong video trên màn hình điện thoại, trên tay kẻ đó cầm một con dao găm, lao về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, khi Khương Vi Nhan hét lên, Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được luồng sát khí phía sau lưng mình. Gần như ngay lúc đó, Tiêu Chính Văn lập tức nghiêng người sang một bên, sau lưng anh, một con dao găm sáng trói xoẹt qua bên tai anh. Người đàn ông đeo mặt nạ, nhìn thấy Tiêu Chính Văn tránh được đòn của mình một cách dễ dàng như vậy, con dao găm trong tay gã đột nhiên đảo ngược, chém về phía cổ Tiêu Chính Văn. Nếu bị chém như thế này, đầu sẽ lìa khỏi cổ. Tuy nhiên, ngay lúc đối phương ra tay, Tiêu Chính Văn cầm chén trà trên bàn, đập mạnh về phía trước. Bụp, gần như ngay lập tức liền nghe thấy tiếng chén trà vỡ vụn và tiếng la thảm thiết của gã đàn ông. Gã đàn ông đeo mặt nạ bị chén trà đập vào đầu, khiến máu bắn ra tung tóe hắn ta kêu lên thảm thiết sau đó nhanh chóng lùi lại ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tiêu chính văn chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu sắc mặt tiêu chính văn lạnh lùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gã đàn ông đeo mặt nạ nói mày là ai ai phái mày tới đây vết máu rơi xuống khóe mắt hắn hắn không nói gì lập tức rút thêm một con dao găm khác từ thắt lưng xuống lao người về phía trước đâm thẳng vào tim tiêu chính văn Thấy hành động quyết liệt của đối phương, tiêu chính văn cũng không nói nhiều, anh ném con dao găm nằm cạnh sắc bén vào trong không khí. Keng, trong không trung bùng lên những tia lửa sáng. Con dao nằm cạnh chém thẳng vào dao găm, sau đó không hề giảm tốc độ, đâm thẳng vào cánh tay của gã đeo mặt nạ, khiến máu bắn ra như mưa. Á, gã đó hét lên một tiếng, sau đó ngã phịch xuống đất, nắm chặt cánh tay đẫm máu của mình, kinh hãi nhìn chầm chầm tiêu chính văn lúc này tiêu chính văn cầm con dao nằm cạnh đẫm máu bước từng bước về phía gã đàn ông đeo mặt nạ lúc này tiêu chính văn cũng rất sốc bởi vì anh không thể ngờ rằng khoảnh khắc vừa rồi anh ra tay lại gây ra sát thương lớn như vậy thực lực của bản thân đã tiến bộ đến mức này rồi lẽ nào là bởi vì những mảnh giấy đó sao tiêu chính văn không nghĩ nhiều lúc này trên người anh tỏa ra luồng sát khí ngút trời nhìn chằm chằm gã đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng nói cho mày cơ hội cuối cùng nói ra kẻ chủ mưu thì tao sẽ tha mạng cho mày lúc này gã đàn ông đeo mặt nạ không còn chút sát khí nào vẻ mặt vô cùng sợ hãi bởi vì áp lực mà tiêu chính văn mang lại quá lớn đối phương giống như một vị thần chết cả cơ thể đằng đằng sát khí lúc này sau khi long nhất và long lân nghe thấy động tính cũng vội vàng lao tới long vương chủ soái Cả hai lao vào phòng và thấy gã đàn ông đeo mặt nạ lúc này đang nằm trên vũng máu. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, hai người đứng ở một bên chờ đợi. Lúc này gã đàn ông đó đã tưởng tượng ra cảnh mình chết như thế nào rồi. Hai người đột nhiên xông tới này đều có uy lực kinh người. Gần như ngay giây tiếp theo, gã đàn ông đeo mặt nạ nuốt gì đó vào miệng, sau đó nôn ra máu và chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, lông mày của Tiêu Chính Văn nhăn lại, Long Nhất nhanh chóng bước lên trước, kiểm tra một hồi, lắc đầu nói chết rồi. Sau đó, anh ta cởi bỏ chiếc mặt nạ ra, phía sau đó là gương mặt của người Hoa quốc. Người này trông hơi quen, hình như tôi đã nhìn thấy trong bữa tiệc, Long Nhất cau mày nói. Chương 586, em đã rung động với anh. Nghe thấy câu này, Tiêu Chính Văn trầm mặc một lúc, sau đó hỏi, anh từng gặp rồi à? Long Nhất gật đầu nói quả thực là đã gặp rồi khi đó hắn liếc nhìn chúng ta vài lần thì ra là như vậy tiêu chính văn gật đầu long nhất cũng nhanh chóng lục soát người tên sát thủ xem có tìm được manh mối gì không kết quả không tìm thấy gì thứ duy nhất có ích chính là một hình xăm kỳ lạ trên cánh tay của tên sát thủ nó trông giống đầu cừu nhưng cũng giống đầu rồng trông rất kỳ lạ long lân nhanh chóng chụp lại hình xăm sau đó gửi cho mật sứ của Điện Thần Long để tiến hành kiểm tra. Hơn 10 phút sau, sau khi dọn dẹp phòng ốc xong, Long Lân cũng nhận được tin nhắn của Điện Thần Long. Long Vương, điều tra ra rồi, đây là biểu tượng của Điện Minh Vương phương Tây, Long Lân trịnh trọng nói. Điện Minh Vương, tiêu chính văn cao mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Điện Minh Vương là một trong số 12 thánh điện ở phương Tây. Nó được biết đến với sức mạnh chiến đấu vô cùng to lớn, cai quản chín thành phố ở phía Tây, danh tiếng lẫy lừng. Hơn nữa, điện chủ của điện minh vương này nhiều năm trước đã sở hữu sức mạnh của chủ soái 4 sao, là cường giả hạng nhất. Vài năm trước, khi tiêu chính văn chinh phục phương Tây, anh đã có tiếp xúc và chiến đấu với một vài thánh điện trong số 12 thánh điện này. Điện Minh Vương này là điện để lại cho tiêu chính văn ấn tượng sâu sắc nhất, đây là một tổ chức hắc ám. Điện chủ của Điện Minh Vương Harris đó mấy năm trước đã là đối thủ ngang hàng với mình, xem ra bây giờ ông ta cũng đã thăng cấp lên chủ soái năm sao rồi. Sau đó, Tiêu Chính Văn cau mày lại, sắc mặt trở nên khó coi. Vì sao người của Điện Minh Vương lại muốn ám sát mình ở trên con tàu du lịch này? Ngay sau đó, Điện Thần Long lại gửi tin nhắn tới. Sau khi Long Lân nhận tin nhắn, sắc mặt trông vô cùng khó coi, nói chủ soái có kẻ đứng sau đang nhắm vào anh. Có người đã đăng nhiệm vụ ám sát anh trên mạng ám sát phương Tây, tiền thưởng lên tới 500 triệu đô. Nghe thấy câu này, Tiêu Chính Văn khẽ ngây ra, sau đó cười lãnh đạm, tựa như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra đó là một nhiệm vụ ám sát, bảo sao người của Điện Minh Vương lại ra tay với mình. Tìm thấy người đăng nhiệm vụ chưa? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Long Lân lắc đầu đáp, vẫn chưa. Hội đồng phương Tây bác bỏ yêu cầu của chúng ta. Tiêu Chính Văn gật đầu, nói: "Biết rồi." Nhưng trong lòng anh vẫn đang hoài nghi. Rốt cuộc là ai lại ra nhiệm vụ ám sát mình? Hơn nữa lại còn treo thưởng lên tới 500 triệu đô. Thủ đoạn và tiềm lực tài chính như vậy không thể đùa được. Nhất định là một người rất hiểu mình. Trầm mặc một lúc, Tiêu Chính Văn nói: "Xem ra, con đường này không được yên bình lắm, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ." vâng rõ rồi ạ à. long nhất và long lân cùng gật đầu đồng ý nửa đêm tiêu chính văn còn đang ở trong phòng lĩnh hội những kiến thức trong mảnh giấy đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên tiêu chính văn cảnh giác cau mày nhìn sang nghe thấy ngoài cửa có một giọng nữ yếu ớt tiêu chính văn anh ngủ chưa là đỗ tình viết cô gái này đêm hôm không ngủ còn muốn làm gì vậy tiêu chính văn đứng dậy đi tới mở cửa ra nhìn thấy Đỗ Tình Tuyết đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, lúc này, khuôn mặt cô ta đẫm lệ đứng ở cửa, trông rất yếu ớt và đáng thương, cô ta ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn anh. Tiêu Chính Văn bối rối gãi đầu, ngẩn người ra, sau đó hỏi, cô có việc gì thế? Đỗ Tình Tuyết nước mắt lưng tròng, nói với Tiêu Chính Văn, có thể cho tôi vào không? À, được chứ. Tiêu Chính Văn vội vàng xoay người sang một bên, để Đỗ Tình Tuyết đi vào, anh đóng cửa lại sau đó mang một cốc nước ấm cho đỗ tình tuyết đang ngồi trên sofa với vẻ mặt u sầu sao thế tâm trạng không tốt à tiêu chính văn ngồi đối diện cô ta nhỏ giọng hỏi đỗ tình tuyết có đôi chân dài và trắng như tuyết cô ta co mình trên sofa hai tay ôm chặt bắp chân vùi đầu vào đầu gối nhìn cốc nước ấm trước mặt hai mắt đã ngấn lệ từng giọt nước mắt lan dài trên gò má nhìn thấy cô ta như vậy tiêu chính văn có chút hoảng hốt khi phụ nữ khóc anh không biết phải làm như thế nào này cô đừng khóc chứ rốt cuộc là làm sao tiêu chính văn vội vàng cầm khăn giấy đưa cho đỗ tình tuyết đỗ tình tuyết nhận lấy sau đó lau nước mắt nghiêm túc nhìn tiêu chính văn hỏi tiêu chính văn anh đã bị người nhà phản bội bao giờ chưa hử nghe thấy vậy tiêu chính văn cau mày nhìn đỗ tình tuyết sau đó anh hơi nghiêng người sắc mặt trở nên bình tĩnh hơn, nói cô vẫn đang nghĩ về chuyện ám sát hôm nay à. Đỗ tình tuyết gật đầu, lau nước mắt, nói tôi không hiểu được, vì sao bà ấy lại làm như vậy, chỉ vì chút lợi ích mà tìm người tới ám sát tôi còn gãi bẫy như vậy, lẽ nào, bố tôi không biết sao. Tiêu chính văn cười lạnh một tiếng, rót một ly rượu, tự mình nhấp một ngụm, sau đó nhìn đỗ tình tuyết, hỏi muốn uống một chút không. Đỗ tình tuyết không ngại liền gật đầu nói muốn tiêu chính văn gật đầu rót một ly cho đỗ tình tuyết cô ta liền cầm lên rồi uống cạn sau đó cô ta đưa ly cho tiêu chính văn nói thêm nữa tiêu chính văn hơi sửng sốt tiếp tục rót cho cô ta một gốc thấy cô ta lại uống cạn vội vàng vươn tay nắm lấy tay cô ta nói uống từ từ thôi sau đó tiêu chính văn nói có lẽ bố của cô không biết đâu chuyện này tôi nghĩ là sau khi cô quay về âm thầm điều tra một chút còn tình hình cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ. Đỗ Tình Tuyết nhìn Tiêu Chính Văn, nói cảm ơn anh, nếu như không có anh cứu tôi, tôi đã chết trên con tàu này rồi. Tiêu Chính Văn cười nói, tôi là vệ sĩ của cô mà, có nghĩa vụ phải bảo vệ cô. Nghe thấy vậy, khóe miệng Đỗ Tình Tuyết mới hiện lên nụ cười, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn thấy cô ta cứ nhìn mình như vậy liền hiếu kỳ hỏi, sao thế, trên mặt tôi có gì à? lúc này đỗ tình tuyết mới phản ứng lại vội vàng quay mặt đi nói à không có gì sau đó cô ta nhanh chóng đứng dậy đi ra ban công bên ngoài gió biển thổi tung váy cô ta mở rộng vòng tay cảm nhận hơi ẩm mát mẻ của làn gió biển mạnh mẽ khoảnh khắc đó thân hình của đỗ tình tuyết hiện lên một cách hoàn hảo trước mặt tiêu chính văn sau đó cô ta quay lại nhìn về phía tiêu chính văn hỏi nếu một ngày tôi chết anh có nhớ tới tôi không Tiêu chính văn sửng sốt, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Đỗ Tình Tuyết, cười nói cô đang nói linh tinh gì vậy. Thấy Đỗ Tình Tuyết không nói gì, Tiêu chính văn nghĩ một chút rồi nói, có chứ, cô là một trong số những người bạn ít ỏi của tôi. Nghe vậy, một tia buồn bã thoáng qua trên mặt Đỗ Tình Tuyết, nhưng cô ta nhanh chóng che giấu đi, nói bạn, hình như cũng tốt. Sau đó, cô ta lại quay người lại nhìn biển cả vô tận, mặc dù trời tối sầm, nhưng cô ta cảm thấy mình như nhìn thấy tận nơi cuối chân trời đầu óc cũng được thả lỏng hơn rất nhiều tiêu chính văn em đã từng rung động với anh nhưng em biết anh đã có vợ có con em không thể bước vào thế giới của anh được câu nói thì thầm này rất nhẹ bị gió biển cuốn bay bị làn sóng đánh tan mặc dù rất nhỏ nhưng tiêu chính văn lại có thể nghe thấy một cách rõ ràng việc này là do gần đây anh đang nghiên cứu những nội dung trong mảnh giấy anh phát hiện ra các giác quan của mình đã trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Lúc đó, lông mày tiêu chính văn khẽ nhíu lại, anh giả vờ không nghe thấy gì. Nửa tiếng sau, đỗ tình tuyết đã uống say, nằm trên giường của tiêu chính văn, hai má đỏ ửng, dáng người yểu điệu thướt tha, nếu là một người đàn ông nhất định sẽ không kìm được. chương 587, tổng cộng 10 người. Nhưng sau khi nhẹ nhàng đắp chăn cho đỗ tình tuyết, Tiêu Chính Văn lặng lẽ ngồi trên sofa tiếp tục nghiên cứu nội dung mảnh giấy cũ. Hôm sau, Đỗ Tình Tuyết tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm trên giường của Tiêu Chính Văn. Cô ta căng thẳng nhìn bộ đồ trên người mình vẫn còn nguyên vẹn. Nhất thời cô ta cảm thấy hơi mất mát và đau lòng. Lẽ nào mình thật sự không thể làm anh ấy rung động được sao? Cũng đúng lúc này, Tiêu Chính Văn đẩy cửa bước vào, trên tay anh là bữa sáng thấy cô chưa tỉnh nên tôi xuống dưới làm chút đồ ăn cho cô cô dạy vệ sinh cá nhân sau đó ăn đi tôi có vài việc nên đi trước đỗ tình tuyết cảm động nhìn bóng dáng tiêu chính văn cô ta muốn nói gì đó nhưng đều nghẹn lại ở cổ không nói nên lời còn tiêu chính văn cũng nhanh chóng ra khỏi phòng ở trước cửa long nhất và long lân bày ra vẻ mặt tôi hiểu rồi nhé nhìn tiêu chính văn đi ra chủ soái chuyện gì vậy hai người ngủ với nhau rồi sao? Long Vương, nếu để chị dâu biết thì anh phải làm sao? Thấy hai người này nhiều chuyện, Tiêu Chính Văn thở dài nói, đừng nghĩ bậy bạ, tôi và cô ấy rất trong sạch. Long Nhất và Long Lân chố mắt nhìn nhau, nhún vai rồi đi theo Tiêu Chính Văn lên tầng 4 của du thuyền. Đây đều là những địa điểm vui chơi. Ba người lẫn vào trong đám người, tùy ý đi loanh quanh. Long Vương, trên thuyền có 5 người của Điện Minh Vương, hẳn là đều đến vì anh. Tối hôm qua sau khi tên sát thủ đó thất bại, 5 người này thận trọng hơn rất nhiều. Long Lân đi theo phía sau Tiêu Chính Văn nhỏ giọng nói: "Đồng thời anh ta chỉ ra 5 tên đó." Tiêu Chính Văn gật đầu. Sau đó ba người đi thẳng đến chỗ người đàn ông da trắng đang ngồi uống rượu trong góc. Đối phương khó hiểu nhìn ba người lúc này đi đến trước mặt mình ba người tiêu chính văn đã chia thành ba hướng ngồi xuống cạnh hắn người đàn ông da trắng đó không rõ chuyện gì hỏi các anh làm gì vậy tiêu chính văn cầm ly rượu trên bàn tự rót cho mình một ly ngồi bắt chéo hai chân nói sao thế lẽ nào con dao găm sau thắt lưng mày không phải dùng để giết tao à nghe anh nói vậy sắc mặt tên da trắng đó lập tức trở nên lạnh lẽo đồng thời cấp tốc rút con dao từ sau thắt lưng ra định đâm vào tim tiêu chính văn nhưng một tiếng cạch vang lên con dao găm đó bị tiêu chính văn kẹp lấy bằng hai ngón tay sau đó lập tức bẻ gãy nó cùng lúc đó tiêu chính văn trở tay bắt lấy cổ tay tên đàn ông da trắng bẻ ra đằng sau thành một góc 90 độ lúc đó tên da trắng đó kêu lên thảm thiết quỳ xuống đất chán ướt đẫm mồ hôi xin tha ôi xin anh tha cho tôi tiêu chính văn lạnh lùng nhìn tên da trắng đang quỳ dưới đất xin tha mạng kia anh nhấp một hớp rượu nói, chẳng phải không thể bỏ qua cho tao à. Nói cho tao biết sốt cuộc bọn mày có bao nhiêu người đang mai phục trên du thuyền này. Tên da trắng đó rên gì, tôi không biết, tôi không biết gì cả, tôi chỉ nhận nhiệm vụ rồi đến đây thôi. Giác, tiêu chính văn lại dùng sức làm tên da trắng đau đến toát mồ hôi ướt đẫm chán hét toáng lên, a a a. Tôi nói tôi nói, có 10 người, tối qua một người đã chết, giờ còn 9. Mười người. Tiêu chính cao mày nhìn Long Lân. Long Lân cũng hoảng sợ, thế mà lại lòi ra thêm bốn tên nữa. Cho mày một cơ hội, chỉ ra tám người còn lại thì mày có cơ hội bảo toàn mạng sống, tiêu chính văn lạnh lùng nói. Nếu tên da trắng đó không nói gì thì sẽ phải chết ở đây. Vì hắn cảm nhận được sát khí trong ánh mắt của mấy người tiêu chính văn sau đó ba người tiêu chính văn và tên da trắng đó liên tục đi vòng quanh trên thuyền trông khá giống bạn bè thân thiết chẳng bao lâu họ đã tìm ra tám tên còn lại sau đó tiêu chính văn nhốt tên da trắng vào khoang chứa hàng dưới thuyền anh long nhất và long lân phân nhau ra hành động không đến nửa tiếng sau đã nhốt hết toàn bộ tám tên còn lại vào trong khoang chứa hàng lúc này trong khoang chứa hàng tám tên đó đều bị thương nằm dưới đất hoảng sợ nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sắt, tay còn nghịch một con dao quân đội năm cạnh. Người này cứ như ma quỷ. Tiêu chính văn lạnh lùng nhìn tám tên trước mặt, lạnh lùng nói, ai khai ra tên đầu sỏ phía sau thì người đó có cơ hội được sống, tao chỉ cho bọn mày 3 phút để suy nghĩ. Nghe vậy, tám tên sát thủ đều hốt hoảng. Chúng chố mắt nhìn nhau. Có người hét lên, anh này, Bọn tôi thật sự không biết tên đầu sỏ phía sau là ai cả, bọn tôi nhận nhiệm vụ mới đến đây. Hơn nữa bọn tôi cũng không phải nhân viên cốt cán của Điện Minh Vương, chỉ xem như là nhân viên bên ngoài, chạy việc vặt thôi. Anh giết bọn tôi cũng không giúp ích gì được. Đúng đúng, xin anh tha mạng, bọn tôi chỉ lăn lộn để kiếm cơm, thật sự không biết gì. Bọn tôi sai rồi, không nên chọc vào đại ca, mong đại ca tha mạng. Thấy tám tên này xin tha mạng sắc mặt tiêu chính văn trở nên u ám, chỉ lạnh nhạt nói, còn một phút rưỡi nữa, bọn mày suy nghĩ kỹ chưa? Nghe anh nói vậy, tám tên này hoảng sợ. Chúng liều mạng xin tha, dập đầu lia lịa. Nhưng chẳng có ích gì. Thấy thời gian sắp hết, con dao quân đội nằm cạnh trong tay tiêu chính văn cũng lóe lên ánh sáng sắc bén. Mười giây cuối cùng, thật sự không có ai muốn nói à. Tiêu chính văn lạnh lùng nói, ánh mắt bắn ra sát khí kinh khủng, xin đại ca tha mạng, bọn tôi thật sự không biết gì. Bọn tôi chỉ là chân sai vật, mạng không đáng giá, xin anh khoan dung độ lượng. Mẹ kiếp, liều mạng với chúng đi, dù sao cũng chết. Lập tức có hai tên tức giận lấy dao găm giấu trong người gia định giết tiêu chính văn. Nhưng, xoạt, một ánh sáng màu bạc lóe lên, con dao quân đội nằm cạnh xẹt ngang qua cổ chúng sau đó hai tên đó che cổ đầy máu trợn to mắt rồi ngã xuống vũng máu tiêu chính văn cầm con dao quân đội năm cạnh dính đầy máu ánh mắt hiện lên sát khí nói ba giây cuối cùng ba bảy tên còn lại đều đã hoảng sợ cực kỳ sợ hãi gào thét trong tuyệt vọng hai một ngay lúc tiêu chính văn đếm đến giây cuối cùng một tên bỗng nhào đến quỳ xuống không ngừng dập đầu với tiêu chính văn nói đừng giết tôi đừng giết tôi tôi biết thấy tên trước mặt đang khát khao được sống tiêu chính văn nhíu mày nói nói tên đó run rẩy khai ra tôi chỉ biết tên đầu sỏ đằng sau là người hoa quốc là người của chiến khu hoa quốc những cái khác tôi không hề biết nghe vậy tiêu chính văn nhíu chặt mày anh lập tức nghĩ đến xích diệm vương thật sự là ông ta sao tiêu chính văn lạnh lùng liếc xéo đám người này rồi đứng dậy nhìn long lân sau đó rời khỏi khoang chứa hàng trên bong tàu Tiêu Chính Văn đang hút thuốc nhìn biển cả minh mông vô tận. Không lâu sau, Long Lân đi đến nói, Long Vương, đã xử lý sạch sẽ rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu, ánh mắt u ám nói, Long Lân, lập tức liên lạc với Long Ngao bảo cậu ấy lẻn vào Bắc Lương nghe ngóng rõ chuyện này, xem người đứng sau có phải là Xích Diệm Vương hay không. Ngoài ra, điều tra rõ đắng sau Xích Diệm Vương còn ai khác không. Long Vương, ý của anh là, Long Lân nghiêm túc nói tôi nghĩ chỉ một mình xích diệm vương e là không có nguồn tài chính lớn như vậy tiêu chính văn nói tôi hiểu rồi long lân nói sau đó nhanh chóng xoay người đi thu xếp cùng lúc đó ở bắc lương nhà của xích diệm vương lúc này xích diệm vương đang tán gẫu rất vui vẻ với một người đàn ông trung niên xích diệm vương nhà họ viên tôi đã làm nhiều việc cho ông vậy có phải ông nên làm chút chuyện cho bọn tôi không người đàn ông trung niên đó hỏi xích diệm vương cười nói ông viên ông chỉ cần lên tiếng nếu là chuyện tôi làm được thì tôi nhất định sẽ làm tốt lắm người đàn ông trung niên đó nói mấy ngày nữa long kinh sẽ có một cuộc hội nghị liên hợp các doanh nhân đến lúc đó tôi muốn xích diệm vương thay tôi bắt vài người ai vậy xích diệm vương cau mày hỏi một vài doanh nhân ở tu hà người đàn ông trung niên đó nhấp một ngụm trà hờ hững cười nói chương 588, Sứ Thần của Điện Minh Vương. Bên này, sau khi đám người tiêu chính văn giải quyết 10 tên sát thủ của Điện Minh Vương, liền đến sòng bạc ở tầng 5 của du thuyền. Thẩm giật vân và bọn họ hẹn nhau ở đây. Ba người tiến vào sòng bạc, cảnh tượng ồn ào trước mắt khiến người ta phải nhíu mày. Cơ sở vật chất trong sòng bạc rất sang trọng, nhân viên phục vụ phải đến trăm người, hơn một trăm bàn đánh bạc và có cả phòng bao vip. Ba người vừa bước vào sòng bạc, liền xuất hiện một người phụ nữ mặc váy bút chỉ đen đến tiếp đón. Người phụ nữ thân hình cao gầy, vóc dáng hình chữ S đúng chuẩn, gương mặt tinh xảo, nở nụ cười bước đến, hơi cúi người nói, anh Tiêu, anh Thẩm đã tới phòng bao VIP 302 đợi mọi người rồi, mời đi bên này. Tiêu chính văn gật đầu nhẹ, theo sau người phụ nữ đến phòng bao 302. Đẩy cửa vào, Lúc này thẩm giật vân đang ôm hai cô gái tóc vàng mắt xanh, ngồi bên cạnh bàn đánh bạc, chơi bài với một người da trắng. Thấy tiêu chính văn đi vào, thẩm giật vân đứng bật dậy, ôm trầm lấy tiêu chính văn chào đón, cười nói, anh tiêu, đợi anh lâu lắm rồi, tới đây, chơi vài ván đi. Tiêu chính văn nhíu mày, lắc đầu nói, thật ngại quá, anh thẩm, tôi không có hứng thú với cái này. Nghe xong, thẩm giật vân mỉm cười, nhướng mày, Vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ nữ trong phòng bao mang cái khay tới, lấy ly rượu whisky đưa cho Tiêu Chính Văn, sau đó khoác vai anh đi ra ban công ngoài phòng bao. Ở đây, có thể ngắm nhìn cảnh biển thu vào trong tầm mắt. Thẩm giật phân cười nói, anh Tiêu, biết tôi tìm anh có việc gì không? Tiêu Chính Văn nhún vai nói, mời anh thẩm cứ nói. Thẩm giật phân cười nói, có phải anh vừa giết 10 sát thủ của Điện Minh Vương không? Tiêu Chính văn nhướng mắt, lạnh lùng hỏi, "Sao anh biết?" Thẩm giật Vân cười ha ha, nói, "Trên du thuyền này, không có chuyện gì mà Thẩm Dật Vân tôi không biết cả." "Anh Tiêu, anh đã bị người ta chú ý rồi. Điện Minh Vương cũng không phải dễ chọc vào đâu, anh giết 10 người của bọn họ, tuy rằng chỉ là lính nhỏ, đối với Điện Minh Vương mà nói thì không quan trọng lắm, nhưng mà, nó lại đánh vào thể diện của Điện Minh Vương." nếu như tôi đoán không sai thì ngay sau khi con tàu này đến las vegas sẽ có người của điện minh vương tìm tới cửa đến lúc đó anh tiêu sẽ gặp phiền phức nghe thẩm giật vân nói xong tiêu chính văn cười nhạt đáp không sao cả bao nhiêu người của điện minh vương đến thì tôi giết bấy nhiêu cho dù điện chủ của điện minh vương là harris có tới thì tôi cũng chẳng thèm để ý đâu ha 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 thẩm giật vân cười phá lên vỗ vai tiêu chính văn giơ ngón cái lên với anh nói, vua Bắc Lương của Hoa Quốc quả nhiên không tầm thường chút nào, anh là người tự tin nhất trong số những người tôi từng gặp. Nhưng chủ soái tiêu, tôi còn một điều cần nhắc nhở anh, Las Vegas không phải Hoa Quốc, nơi đó thuộc phạm vi quản lý của Điện Minh Vương. Cho dù chủ soái tiêu anh có lợi hại cỡ nào, nếu động đến cọng lông của Điện Minh Vương, sợ là không tốt đâu. Và lại, lần này chúng ta còn có giao dịch phải làm, nếu bỏ lỡ thời gian thì sẽ lợi bất cập hại. Nghe đến đây, tiêu chính văn nhướng mày, hỏi, rốt cuộc anh muốn nói gì? Thẩm giật phân nhấp một ngụm whisky, nói tôi hy vọng chủ soái tiêu, tạm thời gia nhập hắc kỵ của tôi. Như vậy, Điện Minh Vương có thể sẽ nể mặt hắc kỵ mà tạm thời bỏ qua cho anh, vậy thì giao dịch giữa chúng ta cũng có thể tiếp tục tiến hành được rồi. Gia nhập vào hắc kỵ. Tiêu chính văn cười khẩy, nói, Điện Minh Vương mà tôi còn không coi ra gì, thì anh nghĩ tôi sẽ để ý đến một hắc kỵ nhỏ bé sao nghe xong thẩm giật phân nhướng mày sau đó cười đáp vậy ý của chủ soái tiêu là nếu người của điện minh vương dám đến tôi sẽ tự mình giải quyết không cần sự giúp đỡ của hắc kỵ giao dịch giữa chúng ta vẫn sẽ tiến hành như thường tiêu chính văn lạnh lùng nói thẩm giật phân gật đầu cũng không nói gì nữa sau đó đám người tiêu chính văn nhanh chóng ra khỏi phòng bao trong phòng khuôn mặt Long Lân đanh lại hỏi Long Vương rốt cuộc tên thẩm giật phân đó muốn làm gì lúc này Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ghế sofa ánh mắt lạnh lẽo nói kệ anh ta đi cứ theo kế hoạch đã đề ra mà làm hai ngày sau du thuyền cuối cùng cũng tới bến cảng Las Vegas Tiêu Chính Văn và đám người đỗ Tình Tuyết vừa rời du thuyền một người đàn ông trung niên da trắng mặc vest liền tới chào đón ông ta hơi cúi người nói, chủ soái Bắc Lương, chào cậu, sứ thần của chúng tôi muốn mời cậu đến gặp một chuyến. Nói xong, người đàn ông trung niên da trắng đó ra hiệu cho vài chiếc xe Cadillac màu đen dừng bên đường. Trên xe bên còn có mười mấy gã đàn ông lực lưỡng to lớn, thắt lưng cộm lên, rõ ràng đó là súng. Hơn nữa, bọn họ đều mặc áo chống đạn, phía trước đeo súng tiểu liên. Đỗ Tình Tuyết thấy vậy thì hơi sợ hãi kéo cánh tay Tiêu Chính Văn, hỏi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, liếc người đàn ông trung niên da trắng trước mặt, nói thật ngại quá, tôi không hứng thú gặp gỡ sứ thần của các ông, nếu ông ta muốn gặp tôi thì đích thân tới đây đi. Xuất lời, Tiêu Chính Văn dẫn theo Đỗ Tình Tuyết và hai người long nhất, long lần bước qua mặt người đàn ông da trắng đó. Người đàn ông trung niên da trắng lập tức lạnh lùng nói, chủ soái Bắc Lương, sứ thần chúng tôi hiếm khi mời ai tới gặp mặt, cậu không nể mặt như vậy là không muốn lưu lại ở Las Vegas nữa đúng không? Khi ông ta nói câu này, mười mấy gã đàn ông lực lưỡng trong xe kế bên mang theo súng cũng nhanh chóng xông lên, bao vây nhóm người tiêu chính văn. Đỗ tình tuyết bị dọa sợ đứng sát bên người tiêu chính văn. Cách đó không xa, thẩm giật vân thấy cảnh này liền nhíu mày trợ lý bên cạnh cũng nhỏ giọng hỏi anh thẩm chúng ta có cần phải ra tay giúp đỡ không thẩm giật phân nghĩ ngợi rồi cười nói không cần đâu nếu chuyện này mà vua bắc lương của hoa quốc còn không giải quyết nổi thì anh ta không phải người mà chúng ta cần tìm đi thôi suốt lời thẩm giật phân chui vào trong xe rời khỏi bến cảng lúc này ánh mắt tiêu chính văn lạnh lùng liếc xéo đám người xung quanh cuối cùng rơi trên người đàn ông da trắng lạnh lùng hỏi, đây là cách mà các ông tiếp đãi khách sao? Người đàn ông da trắng đó cười nói, chúng tôi biết thực lực của vua Bắc Lương rất mạnh, cho dù tất cả những người chúng tôi ở đây cộng lại cũng không phải đối thủ của anh, nhưng anh cũng nên vì cô gái bên cạnh mà xem xét một chút chứ. Nghe xong, ánh mắt tiêu chính văn liền trở nên lạnh băng, liếc nhìn đỗ tình tuyết bên cạnh. Long nhất và Long lân cũng bày ra thế chuẩn bị chiến đấu tiêu chính văn thở dài nói tôi đi cùng các ông suốt lời tiêu chính văn bảo long nhất đưa đỗ tình tuyết về khách sạn anh và long lân ngồi lên xe của bọn chúng rời khỏi bến cảng chẳng mấy chốc chiếc xe đã tới một trang viên tư nhân một kiến trúc phương tây điển hình tòa biệt thự lớn màu trắng bên trong có trên trăm tên bảo vệ có trang bị súng sau khi tiêu chính văn và long lân gần đến biệt thự liền được đưa vào phòng khách ngồi chờ không đến vài phút, một người đàn ông trung niên béo phệ, cười tươi xuất hiện tại phòng khách. Chủ soái Bắc Lương nghe danh đã lâu, đối phương rất khách sáo bắt tay với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhướng mày, mới phát hiện người đàn ông trước mắt là đúng chuẩn là người Hoa Quốc, hơn nữa nói tiếng Hoa quốc rất lưu loát. Người đàn ông đó cũng cực kỳ cởi mở giới thiệu bản thân, tôi tên là Lưu Thiên Đao, bọn họ gọi tôi là Bích Lưu, là người Hoa quốc chính tông đấy nói đúng hơn là chúng ta đều là đồng hương. Lưu Thiên Đao một trong chín sứ thần dưới trướng của Harris, Điện Minh Vương. Đứng trên tất cả thế lực hắc ám ngầm của Las Vegas. Có thể nói, ở đây, không việc gì mà Lưu Thiên Đao không làm được. Đồng thời, ông ấy cũng là thần tài của Điện Minh Vương. Một nửa thu nhập kinh tế của Điện Minh Vương đều dựa vào sòng bạc mà ông ấy mở ở Las Vegas. Tiêu chính văn hờ hướng gật đầu, hỏi, không biết sứ thần Lưu tìm tôi có chuyện gì. Lưu Thiên Đao khẽ cười, ra hiệu cho cấp dưới lấy ra một hộp gỗ cổ, đưa cho Tiêu Chính Văn nói, chủ soái Tiêu, cậu xem cái này đi. Tiêu Chính Văn cau mày, nhận lấy chiếc hộp gỗ, mở ra, bên trong có một bức thư. Trên bức thư, chỉ vòn vẹn bốn chữ, ngô tôn, thân khải. Góc bên phải, lại có hai chữ Tiêu Long. Ông nội, vậy mà lại là thư của ông nội viết cho anh chương 589, năm cường giả chủ soái cấp 6 sao. Tiêu Chính Văn vội vàng xé bức thư ra, đập vào mắt là ba dòng chữ. Dòng thứ nhất: Lưu Thiên Đao có thể dùng, là con cờ bí mật mà ông nội đã chuẩn bị cho cháu, ông nội nuôi dưỡng nó 20 năm, đáng tin cậy. Lưu Thiên Đao, ông nội nuôi dưỡng con cờ bí mật. Trong lòng Tiêu Chính Văn thầm kinh ngạc, đây là một trong chín sứ thần dưới chướng Minh Vương Harris của Điện Minh Vương. Là người của ông nội. Hơn nữa, còn bồi dưỡng 20 năm. Chẳng lẽ, ông nội sớm đã sớm dự đoán đến việc anh sẽ gặp kiếp nạn? Tiêu chính văn nhíu mày, liếc nhìn Lưu Thiên Đao đang khép hờ mắt uống trà kia, người đó còn cười nhạt, như một vị Phật di lặc khiến người ta nhìn không thấu trong lòng ông ấy đang nghĩ gì. Dòng thứ hai Thiên Sơn Thư Lục là cuốn sách mà nhà họ tiêu bảo vệ nghìn năm nay, cháu nhất định phải giữ gìn nó cho tốt. Nếu một ngày Thiên Sơn Thư Lục bị bốn gia tộc lớn khác cướp mất thì cháu nhất định phải đoạt trở về. Nó liên quan đến vận mệnh của Hoa Quốc, thậm chí là cả thế giới. Khi Tiêu Chính Văn đọc tới dòng cuối, cao mày, liên quan đến vận mệnh của Hoa Quốc và thế giới sao? Lời nói của ông nội có khoa trương quá không? Chỉ là một cuốn sách cổ có giá trị lịch sử thôi mà. Tiêu Chính Văn đọc tiếp. Ngoài ra, nhất định phải hiểu rõ về nội dung của Thiên Sơn thư lục, rất có lợi cho cháu. Ông nội đã lĩnh hội được hơn 30 năm cũng chỉ hiểu được 4 mảnh giấy. Còn lại 7 mảnh giấy đến nay vẫn chưa lĩnh hội được. Tiêu Chính Văn nhíu mày, ông nội lại hiểu được 4 mảnh giấy. Mà anh, trước mắt ngay cả một mảnh giấy còn chưa lĩnh hội được. Rốt cuộc ông nội đọc những mảnh giấy đó đã học được gì rồi? Tiêu chính văn hoài nghi, nhưng vẫn đọc tiếp. Dòng thứ ba, núi cao còn có núi cao hơn, thế gian này tồn tại những vị chủ soái cực kỳ tài giỏi. Đứng đầu các chủ soái tạm thời chia thành sáu sao. Ngoài ông nội ra, cảnh giới sáu sao này, Hoa Quốc còn 5 người nữa. Thiên tử, ông Long, ba người nữa, ông nội không thể nói cho cháu qua câu chữ. Nếu ông có thể gặp cháu thì ông sẽ nói cho cháu biết vài chuyện và bí mật nhớ lấy, cháu trai ngoan của ông, nhà họ tiêu chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều hy sinh cho Hoa Quốc, nhà họ tiêu chúng ta, không hổ thẹn với Hoa Quốc. Nếu như có một ngày, cháu phát hiện có người nào đó phản bội Hoa Quốc, hãy đến địa cung của thiên tử các, lấy long kiếm, trên chém hôn quân, dưới chém gian thần. Tiêu chính văn đọc xong câu thứ ba, rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Sự tồn tại chiến lược chủ soái 6 sao, Hoa Quốc còn có 5 người nữa. Thiên tử và ông Long đều là cường giả cấp chủ soái 6 sao. Còn có Long kiếm của Lăng Mộ Thiên tử khác. Tiêu Chính Văn tuy có nghe nói đến, nhưng chưa từng nhìn thấy thanh kiếm này. Còn nghe nói, thanh kiếm này đã bị phong ấn gần trăm năm rồi. Lúc này Tiêu Chính Văn hít sâu vào một hơi, ánh mắt thâm trầm. Ông nội để lại ba câu nói, đều rất quan trọng. Từ ba câu nói này, có thể thấy, ông nội đã sớm dự cảm được bởi vậy đã bắt đầu bố trí từ lâu tiêu chính văn nhướng mày liếc lưu thiên đao đang ngồi đó hỏi ông là người của ông nội tôi sao lưu thiên đao mỉm cười ra hiệu cho toàn bộ người làm lui ra ngoài sau đó mới mở lời không sai tôi là con nuôi của ông nội cậu nếu theo thân phận mà nói thì cậu phải gọi tôi một tiếng chú lưu nghe xong tiêu chính văn cũng không ngại ngùng chắp tay nói chú lưu lưu thiên đao cười phá lên nói thằng nhóc ngoan không ngờ, cháu nội của bố nuôi, đến nay cũng đã công thành danh thoại, trở thành chủ soái Bắc Lương của Hoa Quốc, cả phương Tây này đều truyền tai nhau về cháu, một người đánh bại cả đội quân triệu người, khá lắm. Chú Lưu quá khen rồi, đều là truyền miệng mà thôi. Lưu Thiên Đao gật đầu, mặt mày hơi xa sầm, mở miệng nói tiêu chính văn, nếu chú và cháu đều đã hiểu rõ thân phận của nhau thì chú Lưu cũng không giấu cháu nữa. Năm đó ông nội cháu bị Hoa Quốc vứt bỏ, đã có 5 người con nuôi, chia ra khắp nơi trên thế giới, đều trở thành người đứng đầu mỗi phương. 5 người còn lại, chú tạm thời không thể nói cho cháu, cháu chỉ cần biết, bất kể khi nào, bọn chú cũng sẽ đứng sau lưng cháu. 6 người con nuôi, ông nội đang tính toán điều gì? Vậy ông nội cháu còn sống không? Tiêu chính văn lo lắng hỏi. Lưu Thiên Đao đứng dậy, chắp tay ra sau lắc đầu nói, không rõ, Tin tức của bố nuôi gần đây cũng là tới từ nhà tù đen. Chú không tin bố nuôi chết ở đó, cho nên chú đã âm thầm cho cấp dưới phát tán tin tức này ra, mục đích là để cháu biết được chuyện này. Bởi vì, chú biết, một khi cháu biết tin ông nội cháu vẫn còn sống, nhất định sẽ bất chấp tất cả mà tới đây, như vậy, chú mới có cơ hội để gặp cháu. Dù sao, bây giờ chú cũng là một trong 9 sứ thần của Điện Minh Vương trên người có quá nhiều bất tiện nên chú chỉ có thể dùng cách này để dụ cháu tới. Tiêu chính văn gật đầu, hỏi tiếp, vậy 10 tên sát thủ trên du thuyền đó, không lẽ là do chú Lưu sắp xếp? Lưu thiên đao lắc đầu, nói, không phải do chú, là dôn sắp xếp, hắn phụ trách tất cả nhiệm vụ ám sát của Điện Minh Vương và thực hiện nhiệm vụ tiền thưởng của mạng lưới ám sát. Nếu không phải chú đi trước một bước đưa các cháu từ du thuyền tới đây thì nói không chừng, bây giờ cháu đã bị John đưa đi rồi. nghe xong, Tiêu Chính Văn cau mày. anh đã ghi nhớ cái tên John này. chú Lưu, vậy chuyện của nhà tù đen đó chú biết được bao nhiêu? Tiêu Chính Văn truy hỏi. Lưu Thiên Đao ngẩng đầu, thở dài nói, chuyện liên quan đến nhà tù đen rất phức tạp, không phải cháu đã hợp tác với thẩm giật phân của Hắc Kỵ rồi sao? cụ thể thế nào, cháu có thể hỏi cậu ta. suy cho cùng, năng lực của chú có hạn chú chỉ phụ trách khu vực las vegas này thôi những việc khác chú cũng lực bất tòng tâm tiêu chính văn đã hiểu đứng dậy chắp tay nói cảm ơn chú lưu lưu thiên đao mỉm cười vỗ vai tiêu chính văn nói thằng nhóc ngoan gặp phải chuyện gì ở las vegas này đều có thể nói tên chú ra bất kể là ai chỉ cần nghe thấy tên của pích lưu đa phần sẽ nể mặt cũng thuận tiện cho cháu tiếp tục ở đây làm việc vâng ạ tiêu chính văn gật đầu sau đó chào Lưu Thiên Đao, quay về khách sạn đã đặt trước của anh. Lần này thu hoạch rất lớn. Trong phòng, Tiêu Chính Văn và Long Lân đang tính toán bước tiếp theo. Long Nhất tiến vào, nói chủ soái tiểu thư đỗ đã bị mấy người ngoại quốc đưa đi rồi. Nghe xong, Tiêu Chính Văn cau mày, hỏi sao lại vậy? Nghe tiểu thư đỗ nói rằng là đối tác làm ăn của cô ấy, bởi vì lúc nãy anh không ở đó, nên cô ấy cũng không đợi anh, chỉ bảo tôi nói lại với anh, bọn họ có lẽ đã tới khách sạn cao rồi. Long Nhất nói xong, hỏi anh, anh có cần đi xem thế nào không? Tiêu chính văn hơi cau mày, nghĩ ngợi rồi đứng lên nói, tôi đi xem thế nào, anh và Long Lân tiếp tục bàn bạc bước tiếp theo. Nếu thẩm giật vân đến tìm tôi thì bảo tôi ra ngoài có việc. Vâng, Long Nhất và Long Lân cùng trả lời. Tiêu chính văn một mình ra khỏi khách sạn, gọi một chiếc xe đến thẳng khách sạn cao. Cùng lúc này, tại khách sạn cao, trong một phòng bao sang trọng. Đỗ Tình Tuyết mặc váy ngắn màu đen hở lưng, đi giày cao gót, búi tóc, đang uống rượu cùng một người đàn ông trung niên da trắng béo phệ ngồi đối diện. Hôm nay Đỗ Tình Tuyết trang điểm rất xinh đẹp, váy ngắn hở lưng màu đen khiến cô ta càng thêm quyến rũ với đường cong mềm mại, khe ngực hấp dẫn làm đàn ông nhìn đến mức dạo dực. Người đàn ông trung niên da trắng đối diện đang uống một ly rượu, đặt ly rượu xuống, dùng tiếng phổ thông hoa quốc trôi chảy cười nói, được được được. Không hổ là giám đốc đỗ, tử lượng không tệ. Đúng lúc đang nói chuyện, ánh mắt ông ta chứa đầy dục vọng, trắng trợn liếc nhìn cơ thể của đỗ tình tuyết, con người đều trợn cả ra ngoài, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đỗ tình tuyết trước mắt. chương 590, Cưỡng ép. Đỗ tình tuyết khẽ cười, xinh đẹp như tiên nữ, nói tổng giám đốc Crowdy, cảm ơn lời khen của ông. Lúc này, Crowdy người đàn ông trung niên da trắng kia đứng lên, trong tay nâng ly đế cao, đi đến bên cạnh đỗ tình tuyết rất tự nhiên, giơ bàn tay to béo tròn của mình, khoác lên vai đỗ tình tuyết, cúi người nói bên tai cô ta, tổng giám đốc đỗ, tôi càng lúc càng thích cô rồi đấy. Trên người cô một một kiểu vẻ đẹp đặc biệt của phụ nữ phương Đông, vẻ đẹp khiến tôi mê mẩn. Nói xong, bàn tay không yên của Crowdy vuốt ve theo bả vai tròn đầy của Đỗ tình tuyết chậm rãi xuống phần eo. Lông mày lá liếu của Đỗ tình tuyết nhíu chặt, vội đứng dậy tránh né, nâng ly cười nói, tổng giám đốc Crowdy, tôi cũng rất kính trọng ông, tôi mời ông thêm một ly. Crowdy cười gượng gạo, chạm ly với Đỗ tình tuyết. Nhấp một ngụm nhỏ, mặt Crowdy ửng đỏ, lời nói cũng gan dạ hơn, nói tổng giám đốc đỗ, tôi vô cùng xem trọng lần hợp tác này, nhưng có vài nội dung cụ thể, tôi nghĩ chúng ta có thể thuê một phòng, ngồi xuống uống ly cà phê, từ từ nói, thế nào. Lúc nói chuyện, mắt Crowdy đầy dục vọng xấu xa, ánh mắt lưu luyến ở xương quai xanh và ngực của Đỗ Tình Tuyết một cách không kiêng nể. Điều này khiến Đỗ Tình Tuyết rất mất tự nhiên, cô ta chỉ đành cười lúng túng, tổng giám đốc Crowdy, vấn đề liên quan đến hợp tác, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên để mai hãng nói. Trời hôm nay cũng không còn sớm nữa, hay là ông nghỉ ngơi trước đi? Sứt lời, Đỗ Tình Tuyết cầm túi sách lên bỏ đi. Cô ta biết, mình mà còn không đi thì sợ là không đi được nữa. Nhưng ai có thể ngờ được, tên Crowdy này kéo thẳng cánh tay Đỗ Tình Tuyết, kéo mạnh cô ta trở về, nói tổng giám đốc Đỗ, đi đâu gấp gáp thế? Chúng ta còn có thể trò chuyện tiếp mà, sao vậy, lẽ nào cô không muốn hợp tác với tôi ư? Lô thuốc nhập khẩu mà cô muốn kia cả Las Vegas chỉ có Crowdy tôi mới có, chuyện này chẳng hẳn cô cũng biết. Đỗ tình tuyết nhíu mày, hất tay Crowdy ra, giọng điệu lạnh lùng, nói tổng giám đốc Crowdy, xin ông tự trọng. Tôi đại diện tập đoàn Đỗ Thị đến hợp tác với ông. Chuyện khác ông có thể bàn bạc với trợ lý của tôi. Hôm nay ông uống nhiều rồi, tôi đi trước đây. Sứt lời, Đỗ Tình quyết định bỏ đi lần nữa. Nhưng sắc mặt Crowdy u ám, nói với giọng điệu lạnh lùng, tổng giám đốc đỗ, cô như vậy là không coi Crowdy tôi ra gì sao. Hôm nay chỉ cần cô ra khỏi cánh cửa này thì hợp tác giữa chúng ta không cần tiến hành tiếp nữa. Nói xong, Crowdy ngồi xuống với vẻ mặt khó chịu. Nghe câu này, bước chân đỗ tình tuyết vừa nhấc lên lại do dự đặt xuống. Thấy đỗ tình tuyết trần trừ, Crowdy mỉm cười, từ bên cạnh cầm một ly rượu qua, nói tổng giám đốc đỗ, tôi cũng không làm khó cô, chỉ cần cô uống cạn ly này thì tôi để cô rời đi, hợp tác của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Crowdy ra hiệu ly rượu vang trên bàn, lông mày lá liếu của Đỗ Tình Viết nhíu lại, không nói lời nào, cầm ly rượu trên bàn lên một hơi uống sạch. uống xong, cô ta nhìn sang Crowdy, hỏi: bây giờ tôi đi được rồi chứ? Crowdy mỉm cười, vỗ tay nói: đương nhiên, cứ tùy ý. Đỗ Tình Viết xoay người, nhấc bước định đi nhưng vừa đi mấy bước, cô ta liền cảm thấy trước mắt choáng váng, sau đó phía trước xuất hiện số bóng người, vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì người đã ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Crowdy vẫn ngồi tại chỗ, nhấm nháp một ngụm rượu, bật cười ha hả. Sau đó, ông ta vội vàng ôm Đỗ Tình Tuyết lên, bước về phía căn phòng trên lầu. Khi Đỗ Tình Tuyết tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau nhói. Trong lúc bừng tỉnh, Cô ta phát hiện mình lại nằm trên chiếc giường lớn xa lạ, cẩn thận lục lọi trí nhớ, cô ta nhớ ra hình như mình đã uống một ly rượu cuối cùng rồi ngất xỉu. Lúc này, cô ta nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Tiếng nước chảy ngừng lại. Crowdy choàng khăn tắm, lau tóc, đi ra từ trong phòng tắm. "Tổng giám đốc Crowdy, chuyện gì thế này?" Đỗ Tình Tuyết bị dọa đến mức không biết làm sao. "Chuyện gì à? Tôi nói rồi." tôi rất say mê cô. Tổng giám đốc đỗ, đừng ngại ngùng, bao nhiêu người cầu mong được lên giường với tôi để có được hợp tác đấy. Cô không phải người đầu tiên nên lát nữa hầu hạ tôi đàng hoàng là được, tôi đảm bảo, hợp tác của chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành. Crowdy bước từng bước lại gần đỗ tình tuyết, dáng người cao hơn 2 mét của ông ta, so với đỗ tình tuyết lúc này vừa đến 1 mét 7 thì rất giống người lớn đang nhìn con nít. Hơn nữa, cân nặng của Crowdy gần 100 kg, so với cô gái cân nặng vừa qua 50 như đỗ tình tuyết, thì cũng giống như con gấu khổng lồ đáng sợ, khiến người ta không thể nào nảy sinh suy nghĩ phản kháng. Cô đỗ, tôi thật sự rất thích cô, cơ thể của cô khiến tôi si mê, lúc này tôi chỉ muốn có được cô. Crowdy nở nụ cười xấu xa, đi về phía đỗ tình tuyết. Đỗ tình tuyết hoảng loạn bò xuống giường, vòng qua Crowdy, muốn xông thẳng ra ngoài cửa, nhưng lại phát hiện khóa cửa đã bị đóng lại hoàn toàn. Cho dù cô ta dùng sức thế nào, cũng không cách nào mở cửa phòng ra. Từ bỏ đi, bây giờ cho dù cô mọc cánh, cũng khó mà chạy thoát. Dường như Crowdy sớm đã chuẩn bị đâu vào đấy, ông ta đến trước mặt đỗ tình tuyết, một tay nắm lấy tay cô ta, đè cơ thể cô ta lên tường. Đừng sợ, chỉ cần cô ngủ với tôi một lần là được rồi. Trong mắt Crowdy lóe lên vẻ dâm đắng, đỗ tình tuyết muốn tránh thoát lại phát hiện tay của đối phương càng nắm càng chặt a à, buông tôi ra ông là tên xúc sinh đỗ tình tuyết chỉ cảm thấy cổ tay của mình như bị đối phương vặn gãy đau đớn từng cơn bây giờ cô ta đã hối hận hối hận vì đến đây một mình nghĩ đến đây đỗ tình tuyết không nhịn được liền hét lớn tiêu chính văn cứu tôi bởi vì người đầu tiên trong lòng cô ta nghĩ đến bây giờ chính là anh Bốp, crowdy tát một bà tai mạnh lên mặt đỗ tình tuyến tức giận nói đừng la nữa. Ở đây không ai cứu được cô đâu. Đỗ tình tuyết gắng gượng chịu đựng cú tát này, trên mặt lập tức in hẳn dấu năm ngón tay, hơn nữa bị sức lực lớn này tát đến mức đầu đập vào tường, sau ót liền lan ra một vết máu, đầu cũng trở nên choáng váng lần nữa. He he, hôm nay cho dù là thượng đế có đến, cũng không cản được tôi ngủ với cô. Crowdy nhìn thấy đỗ tình tuyết bị mình tát một bà tai đã mất đi lực phản kháng, liền giơ tay muốn cởi áo đỗ tình tuyết ra. ầm um, đột nhiên, cửa lớn khóa chặt kia bị một luồng sức mạnh lớn cưỡng ép đẩy ra. Một nắm đấm như bao cát, lớn dần trong mắt Crowdy, sau đó đập thẳng lên mặt ông ta, đánh cơ thể to béo hơn 100 kg của ông ta bay lên, sau khi quay mấy vòng trên không trung rồi ầm một tiếng ngã xuống đất. Tiêu chính văn, đỗ tình tuyết trong hoảng hốt nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng trước mặt mình anh tựa như thần tiên hạ phàm. chương 591, treo thưởng. a à, tôi sợ quá. Đỗ tình tuyết nước mắt giàn rùa ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt. Đừng sợ, tôi đến rồi đây. Tiêu chính văn khẽ vỗ lưng đỗ tình tuyết, sau đó quay người lại, nhìn Crody đang nằm dưới đất. Crowdy vô cùng phẫn nộ, giơ tay lau vết máu trên khóe miệng, lảo đảo đứng dậy. FCK, mày là ai? dám phá hỏng chuyện tốt của tao, mày có biết tao là ai không? Tao là Crowdy, gia chủ gia tộc Crowdy. Crowdy gào lên với người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt. Thế nhưng, tiêu chính văn chỉ nở một nụ cười lạnh lùng, từng bước tiến về phía Crowdy. Ông không cần biết tôi là ai, ông chỉ cần biết tôi là vệ sĩ của cô ấy, bảo vệ sự an toàn của cô ấy là trách nhiệm của tôi. Ban nãy ông động tay với cô ấy, vậy nên xin lỗi, ông phải trả giá thôi. Tiêu chính văn nói, tiến lên phía trước, túm lấy cổ áo của đối phương, dáng thêm một cú đấm nữa lên mặt Crowdy. Crowdy đó căn bản không phản ứng nhanh bằng tiêu chính văn, sau khi chúng một đấm thì một bên má sưng tấy, hai chiếc răng cũng văng ra bên ngoài. Không đợi đối phương phản ứng lại, tiêu chính văn lại đấm thêm một cú nữa, nhắm thẳng vào bụng ông ta. Cú đấm này đầy vẻ phẫn nộ và căm hận, khi vung tay lên còn mang theo tiếng gió rít, cú đấm đáng sợ đó không chỉ nhắm thẳng vào bụng mà thậm chí sau lưng Crowdy cũng xuất hiện hình nắm đấm lồi ra. cú đấm này thật sự xuyên thẳng qua dạ dày và ruột gan ông ta. Crowdy há miệng nôn ra một ngụm máu tươi. Sau đó, Tiêu Chính Văn nắm lấy tóc ông ta, đập mạnh đầu ông ta vào tường. Cốp! cú đập mạnh này làm nứt cả tường ra, đầu của Crowdy xuyên qua tường lộ ra bên ngoài hành lang bê bết toàn là máu động tĩnh đáng sợ này đương nhiên thu hút sự chú ý của những người khác trong khách sạn sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này thì đồng loạt bấm số gọi cấp cứu đỗ tình viết cũng kinh ngạc trước thủ đoạn tàn độc của tiêu chính văn nhưng cũng không ngăn lại trong lòng thậm chí còn thấy sảng khoái đi thôi chúng ta về sau khi tiêu chính văn phủi bỏ lớp bụi trên quần áo thì kéo tay đỗ tình viết rời khỏi phòng ăn dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Một lúc sau, xe cứu thương tới nơi. Trợ lý của ông ta lúc này cũng vội vàng chạy đến hỏi, ông Crowdy, ông bị sao vậy? Tiêu Chính Văn, cái tên Tiêu Chính Văn đáng chết đó, cái thằng vệ sĩ đáng chết bên cạnh Đỗ Tình Tuyết, liên lạc với toàn bộ các mối quan hệ tại Las Vegas cho tôi, tôi phải giết chết hắn. Crowdy là một người vô cùng nổi tiếng trong giới y dược Las Vegas, bởi vậy cũng kết giao được với rất nhiều nhân vật xã hội đen có thế lực trong thế giới ngầm. Lúc này, ông ta chỉ muốn sử dụng thế lực xã hội đen của thế giới ngầm để bắt Đỗ Tình Tuyết lại, đồng thời cũng băm vằm Tiêu Chính Văn ra làm nghìn mảnh. Chẳng mấy chốc, Crowdy đã sắp xếp được một số sát thủ trong thế giới ngầm bao vây khách sạn nơi Tiêu Chính Văn và Đỗ Tình Tuyết đang ở. Sau khi Tiêu Chính Văn đưa Đỗ Tình Tuyết trở về khách sạn, bởi vì đỗ tình tuyết vẫn rất hoảng sợ nên tiêu chính văn đã ở lại luôn trong phòng cùng với cô ta vì đỗ tình tuyết đã uống rượu rồi nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh mà lúc này tiêu chính văn đang ngồi trên sofa lại nghe thấy những tiếng bước chân kỳ lạ bên ngoài cửa những tiếng bước chân này khẽ hơn nhiều so với người bình thường khác hơn nữa bước chân lại rất gấp gáp dần dần tiến lại gần căn phòng hơi bọn họ đang ở sau đó tiếng bước chân liền dừng lại dường như đã ở bên ngoài phục kích xong xuôi. Tiêu chính văn dựa theo kinh nghiệm chiến đấu lâu năm là có thể biết được có người đang mai phục ở bên ngoài. Sau đó, anh rút ra con dao quân đội nằm cạnh rồi tiến lại gần phía cửa phòng. Sau khi Crowley phải chịu những đòn hiểm kia thì nổi khùng, bỏ ra số tiền 3 triệu USD thuê người ám sát từ bảng xếp hạng sát thủ của thế lực hắc ám. Chỉ cần bọn họ có thể lấy được đầu của tiêu chính văn là có thể cầm số tiền 3 triệu này đi. Vậy nên, những sát thủ đến đây ngày hôm nay đều vì muốn lấy mạng Tiêu Chính Văn. Đội ngũ tới mai phục lần này là nhóm sát thủ đến đây đầu tiên. Bọn họ là tổ chức thế lực ngầm lâu năm ở Las Vegas, thích dùng nhất là súng lục có gắn thêm dao. Đây là thứ vũ khí đã trải qua quá trình thiết kế đặc biệt để có thể sử dụng như một khẩu súng, một con dao hoặc là một chiếc nhẫn. Bởi vì tính linh hoạt tương đối rộng, hơn nữa tạo hình cũng khá ngầu nên tổ chức thế lực ngầm lâu năm bọn chúng rất thích dùng loại vũ khí này. Lúc này, bên ngoài cửa, lát nữa tôi đi gõ cửa, đợi khi nào hắn mở cửa thì mấy người lập tức xông lên, mỗi người đâm cho hắn một nhát, khiến hắn mất đi năng lực chống cự, tốt nhất là có thể bắt sống hắn mang về gặp chủ thuê. Trước khi đến đây, bọn chúng đã xem tư liệu, tiêu chính văn chỉ là một tên vệ sĩ mà thôi, vậy nên cũng không để ra kế hoạch quá chi tiết bởi vì không định giết chết tiêu chính văn luôn mà chỉ khiến anh mất đi năng lực chống cự rồi dẫn đi nếu bắt sống được tiêu chính văn trở về thì mới lấy được giá cao từ crowdy kế hoạch đã chuẩn bị xong xuôi thế nhưng khi người gõ cửa mới gõ cái đầu tiên thì cửa đột nhiên mở tung ra đẩy hắn văng ra xa những tên khác đang chuẩn bị cầm dao xông lên đâm tiêu chính văn đã bị con dao quân đội năm cạnh trong tay tiêu chính văn cắt ngang qua tay với tốc độ cực nhanh á à. Một loạt tiếng kêu thảm thương vang lên, ba cánh tay vẫn đang cầm súng nằm lăn lóc dưới đất. Cái loại vô dụng này mà cũng dám đến ám sát à? Mặt Tiêu Chính Văn không biến sắc cầm con dao quân đội năm cạnh trong tay, cứ một đường qua cổ bọn chúng. Chỉ thấy một tia máu phun ra, bốn người đến đầu tiên ngã phịch xuống đất, trên cổ đã xuất hiện vệt máu tươi. Ngay cả năng lực chống cự bọn chúng cũng không có. Xung quanh dần trở nên yên tĩnh hơn nữa còn trầm lặng đến mức khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ bốn người này thật ra chỉ là bộ đội tiên phong vẫn còn mấy chục người ở dưới tầng đợi tin tức của bốn người bọn chúng không ngờ chỉ chớp mắt một cái mà bốn người này đã bị cướp đi tính mạng những người khác ở dưới lầu đợi rất lâu mà không thấy phản hồi gì liền đi lên xem nhìn thấy trên mặt đất toàn máu thì sợ tới mức hai chân mềm nhũn ra có chuyện gì thế này ban nãy vẫn còn gọi điện bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sao đột nhiên lại chết hết cả thế này. Khoảnh khắc bọn chúng vẫn đang kinh ngạc, cửa phòng lại được mở ra, tiêu chính văn sông đến như là ma quỷ. Vào lúc bọn chúng giơ tay cầm súng thì phát hiện mình đã không còn cách nào tiếp tục hít thở, ngay sau đó thì nhận ra cổ có gì đó mát lạnh, máu tươi chảy ra dòng dòng từ vết thương trên cổ. Bọn chúng kinh hãi muốn hét lớn, Thế nhưng cổ họng lại không thể phát ra được bất cứ tiếng động gì, chỉ có thể ngã xuống đất, hai mắt trợn trừng nhìn Tiêu Chính Văn cầm con dao quân đội năm cạnh dính máu quay lại phòng khách sạn. Cả quá trình thậm chí không đến một giây. Tất cả bọn chúng đều bị một nhát dao cắt ngang họng, trước khi chết hai mắt trợn trừng, trên mặt vẫn mang theo vẻ không dám tin. Ngay sau đó đã có nhân viên phục vụ nhìn thấy cảnh tượng này liền báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát tới thì kiểm tra lịch sử camera trước tiên, phát hiện băng ghi hình của camera giám sát đã bị phá hỏng trước khi bọn họ tới, không có ai biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi điều tra, bọn họ cũng chỉ có thể nhận định rằng đây là do các thế lực ngầm tranh giành lợi ích, xảy ra mâu thuẫn rồi gây ra án mạng. Mà tiêu chính văn sớm đã nhớ rõ hình xăm trên người đối phương, đều là hình xăm hoa hồng màu đen. Anh phát họa lại rồi đưa cho Long Lân, cử anh ta đi điều tra rõ. Sau khi Long Lân nhận tư liệu điều tra thì gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sửng sốt. Long Vương, đây đều là phần tử của thế lực ngầm, tổ chức của bọn chúng có tên là Black Rose, là một trong những thế lực ngầm tương đối nổi tiếng ở khu vực Las Vegas, nhưng đây vẫn chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm là có người đã bỏ ra số tiền 3 triệu USD treo thưởng cho sát thủ nào lấy được đầu anh. chương 592, ra tay đi các thế lực hắc ám vì muốn giành giật cái đầu của anh, thậm chí không ngại mà liên hợp với nhau để ra tay với anh. Nghe nói, bây giờ chúng đã tập hợp được nhóm vài trăm người, sáng sớm sẽ thực hiện vụ ám sát cuối cùng. Long Lân vội nói, "Được, thật không ngờ, bọn chúng lại dám có ý nghĩ động đến cái đầu của tôi." Nghe tin đối phương tập hợp mấy trăm người dám ra tay với mình, Tiêu Chính Văn cũng không tính chạy trốn, thậm chí còn muốn phản kích lúc này tìm lưu thiên đao cũng không kịp nữa rồi bảo người đưa vũ khí tới đêm nay tôi phải cho những kẻ ẩn nấp đó biết có những người không dễ chọc vào ánh mắt tiêu chính văn đằng đằng sát khí nếu là trong nước anh có thể sẽ phải kiêng rè một chút nhưng ở nước ngoài thì từ trước đến giờ anh chưa từng nương tay long lân cười nói tôi đã đoán long vương sẽ đưa ra quyết định như vậy nên đã bảo người đưa vũ khí tới bây giờ chắc sắp đến rồi chẳng mấy chốc có một chiếc Land Rover tới tầng dưới của khách sạn. Tài xế đưa chìa khóa cho Tiêu Chính Văn xong vội vã rời đi, Tiêu Chính Văn mở cốp xe, nhìn thấy bên trong đủ loại vũ khí. Trước tiên anh lái chiếc xe đến một nhà khó ít người để ý, sau đó lướt nhìn các linh kiện vũ khí, nhanh chóng lắp chúng lại với nhau. Ngay sau đó, một cây súng bắn tỉa Barrett xuất hiện trên tay Tiêu Chính Văn. Dựa theo tin tức vừa thu thập được, gần đây có thế lực hắc ám đang đánh nhau ác liệt ngay bên ngoài khách sạn chúng ta vì vậy hôm nay chúng ta sẽ không ở đây nữa sau khi quay về phòng tiêu chính văn gọi đỗ tình viết dậy vậy chúng ta đi đâu trời ạ à, sao cửa phòng của chúng ta lại có nhiều vết máu như thế lúc đỗ tình viết bước ra cửa liền bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ chết khiếp vừa nghĩ tới bản thân ngủ như chết trong phòng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cô ta lại thấy sợ hãi. Đi thôi, tôi đã liên lạc với một người bạn ở đây, ông ta đã đặt cho tôi một khách sạn mới, còn cho tôi mượn xe, chúng ta lái xe qua đó. Tiêu chính văn nắm lấy tay của Đỗ Tình Tuyết, nhanh chóng rời đi. Đỗ Tình Tuyết cảm thấy hơi bất an, nhưng vẫn theo Tiêu chính văn ngồi lên xe. Tuy rằng cô ta cảm thấy Tiêu chính văn có chuyện giấu mình, nhưng cô ta biết Tiêu chính văn tuyệt đối sẽ không hại mình. Khi bọn họ vừa rời khỏi khách sạn không lâu thì có vài chiếc xe đến gần khách sạn. Một tên trong số đó cầm lấy vũ khí xông vào khách sạn, lao thẳng vào phòng của Tiêu Chính Văn đang ở, sau khi không thấy người nào trong phòng mới biết mục tiêu của mình đã chạy mất. Đồng thời, thế lực hắc ám ở Las Vegas cũng nhận được tin tức mới nhất, Tiêu Chính Văn đã đến trú tạm trong một căn biệt thự ở ngoại ô. Nhất thời, tất cả đều thay đổi vị trí mọi ánh mắt đều đổ dồn về căn biệt thự ở ngoại ô. Lúc này, thủ lĩnh của một vài tổ chức thế lực hắc ám ban đầu ở khu vực Las Vegas như Black Rose, thiên sứ không cánh và gia tộc suốt đã tập hợp lại với nhau. Tên gọi của mỗi thủ lĩnh ba thế lực hắc ám đều tương ứng với gia tộc của mình, lần lượt là Black Rose, suốt và Enzo. Ba người bọn họ cùng nhau bàn bạc, làm thế nào để lấy được 3 triệu USD? Chúng ta điều tra qua camera giám sát đã xác định rõ, mục tiêu chính là khu biệt thự kia, hơn nữa từ đầu đến cuối bọn chúng cũng chỉ có hai người. Black Rose nhận được tin tức mới nhất, nói với hai người kia. Tuyệt, rõ ràng biết bị chúng ta nhắm tới rồi, lại còn không gọi thêm đội bảo vệ tới, là hắn đang coi thường chúng ta sao? Suốt không nhịn được cười nói. Như vậy cũng tốt, mỗi đội chúng ta bây giờ có 50 người, đợi bọn chúng tắt đèn Chúng ta sẽ đồng thời tấn công bọn chúng từ ba hướng khác nhau. Tôi không tin hắn có thể một mình ngăn chặn cả trăm người chúng ta bên ngoài biệt thự. Enzo hút một điếu xì gà, yên lặng ngồi chỗ của mình, chờ đợi thực hiện kế hoạch. Đêm khuya, người của ba thế lực hắc ám đã lặng lẽ ẩn náu trong bóng đêm. Trước đó Tiêu Chính Văn đã sớm tới sân thượng của biệt thự lắp những bộ phận tân tiến nhất vào khẩu súng của mình, đồng thời gắn nòng giảm thanh mới nhất vào nòng súng. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang đứng trên sân thượng của tòa cao tầng đối diện với biệt thự. Tại đây, anh có thể thấy được mọi thứ xung quanh biệt thự, thu hết mọi hành động của kẻ địch vào trong tầm mắt. Gần đến giờ rồi, bọn chúng đã tắt đèn, ra tay đi. Chương 593: Ám sát. Black Rose nhìn thời gian, sau đó hạ lệnh cho thuộc hạ ra tay. Trong nháy mắt, hơn 100 người xông thẳng về phía biệt thự thời gian săn mồi đã tới. Tiêu chính văn đứng trên sân thượng, chậm rãi lấy súng bắn tỉa ra, sau đó bóc cò một cách không thương tiếc. Bằng! Những người khác vừa nghe âm thanh trầm thấp xẹt qua trong không khí thì đã thấy ba người trước mặt bị viên đạn xuyên qua. Người đứng đầu tiên, đầu của hắn đã biến mất chỉ còn lại một vũng máu, người thứ hai bị bắn xuyên bụng, còn người thứ ba bị bắn đứt một chân ngay tại chỗ. Chỉ một đường đạn, đã tiêu diệt được ba người. Ngay sau đó, lại có vài tiếng súng vang lên trong không khí, những người xung quanh liên tiếp bị biến thành vũng máu, cái chết vô cùng đáng sợ. Hơn nữa cái chết khủng bố này đã dọa những kẻ còn lại sợ đến mức chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Trời à, chết rồi. Xin lỗi, đại ca, tôi muốn rút khỏi nhiệm vụ lần này, thực sự quá đáng sợ rồi. Barrett, loại súng bắn tiểu uy lực như thế này nhất định là Barrett đối phương không chỉ là xạ thủ chuyên nghiệp mà trong tay còn sở hữu loại vũ khí mạnh gấp trăm lần vũ khí của chúng ta barrett là vua của các loại súng bắn tỉa bởi vì những loại súng bắn tỉa khác kém xa nó sức công phá của nó cũng cực kỳ lớn thậm chí còn được gọi là pháo trong súng loại vũ khí đáng sợ này vốn không được dùng để nhắm vào người mà là vào các xe bọc thép là một loại vũ khí bắn tỉa chiến lược loại đạn khủng khiếp này chỉ cần va chạm với cơ thể đều sẽ đục một lỗ lớn đáng sợ trên người. Đồng thời, loại súng này cũng là loại súng khó điều khiển nhất, bởi vì độ giật của nó rất lớn, thậm chí có thể làm bay người, do đó, khi sử dụng loại súng này, buộc phải nằm cả người xuống đất mới đủ để không bị bay. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không cần phải nằm, anh đỡ giá súng phía trước mình, dùng ống ngắm để nhắm chuẩn từng thành viên của thế lực hắc ám đang muốn chạy trốn. Mỗi một phát súng sẽ lấy đi vài sinh mạng như một lưới kiếm tử thần đang thu hoạch từng sinh mạng dám cả gan xâm phạm quyền uy của tử thần thế nào gọi là cảm giác bất lực chính là nhìn thấy đồng đội của mình chết ngay trước mắt không biết khi nào sẽ tới lượt mình đồng thời bản thân lại không có cách nào ẩn náu trước kẻ địch đang mai phục kia trong tay bọn chúng đều cầm theo súng revolver đâu thể sánh được với súng bắn tỉa trong tay tiêu chính văn hơn nữa tài bắn súng của tiêu chính văn không chỉ chuẩn xác mà còn cực kỳ nhanh. Mới chưa đến vài phút, 100 tên trong đội hình liên quân của ba thế lực hắc ám đã bị chết và bị thương hơn nửa. Black Rose lớn tiếng kêu lên, lui về lui về, toàn bộ lui về cho tôi. Đây căn bản không phải một trận đấu, mà là tàn sát. Suốt che hai mắt mình, không dám nhìn nữa. Trời ạ, à, tôi dám chắc đối phương không chỉ có một người đối phương ít nhất có 10 súng bắn tỉa trong tay, mới có thể đủ để giết được nhiều người trong thời gian ngắn như vậy. Enzo nhìn thấy cảnh tượng này cũng chừng lớn hai mắt. Phải mau chóng tìm ra vị trí của tên xạ thủ, phái người đi ngăn cản hắn. Nếu không 150 người sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Bọn chúng đột nhiên bừng tỉnh, sau đó lập tức đưa mắt về phía tiêu chính văn đang đứng trên tầng thượng của tòa cao tầng. Chúng ta mỗi người phái ra 20 sát thủ, tấn công từ ba vị trí khác nhau, nhất định phải giết chết hắn. Nếu không khó mà chút được nỗi hận trong lòng tôi. Bọn chúng chỉ cho rằng trận đầu tiên thất bại là do Tiêu Chính Văn tập kích. Mà không hề biết rằng, Tiêu Chính Văn đã phải trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử càn quét quân địch để tồn tại, với những tên giặc cỏ như bọn chúng vốn dĩ đã có sự khác biệt. Lúc này, Tiêu Chính Văn đứng trên tầng thượng, liếc nhìn kẻ địch đang sông lên, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ ánh mắt đó, như thể đang nhìn loài kiến hôi. chương 594, Tu La. Không ngờ hắn lại chọn tòa nhà cao tầng để bắn tỉa, tuy chỗ đó đúng là một địa điểm bắn tỉa rất tốt, nhưng nếu bị bao vây thì chắc chắn không có đường chạy. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần phong tỏa toàn bộ các lối ra, trừ khi hắn nhảy lầu, nếu không sẽ bị người của chúng ta giết. Cũng tức là chúng ta chắc chắn sẽ lấy được số tiền này đúng không? hiện giờ dù có tiền hay không thì tôi cũng chỉ muốn giết hắn thôi ba người trò chuyện không nhịn được cười lớn đối với bọn họ tuy đây là một món tiền lớn nhưng vẫn chưa đến mức khiến họ phải trả cái giá lớn như vậy phải biết rằng quy mô thế lực hắc ám của bọn họ được tính toán dựa theo số người lần hành động này bọn họ đã điều động không ít người nhưng đa phần là chết trong tay tiêu chính văn hiện giờ bọn họ đã coi tiêu chính văn là kẻ địch hàng đầu một lòng muốn tiêu diệt anh nếu tiêu chính văn không chết thì những đại ca thế lực hắc ám như họ khó tránh khỏi bị các tổ chức thế lực khác chỉ trích sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ba đại ca của thế lực hắc ám yên tâm ngồi xuống nói ra thì lâu lắm chúng ta không hành động cùng nhau rồi trước khi bọn họ mang đầu của thằng khốn kia lên chúng ta có nên làm ván bài poker không nhỉ Black Rose lấy một bộ bài poker ra, bày lên trên, những người khác cũng cầm bài, bắt đầu chơi đấu địa chủ hết ván này đến ván khác. Đúng rồi, dạo này ngoài nước có chuyện gì hay ho không? Suốt hỏi, Enzo đáp, đúng là có một tin khiến người ta khiếp sợ, đó chính là chủ soái Bắc Lương của Hoa Quốc đã từ chức, nói thật thì tôi cũng thấy đáng tiếc. Ồ, sao thế? Hai người còn lại hỏi. Tôi từng nghe rất nhiều sự tích về anh ta, là một người vô địch, cũng là một người khiến người ta kính trọng. Tôi nhớ một trong ba tổ chức ám sát lớn của mạng lưới ám sát là tử thần, sau mấy năm mai phục, đã bị lật đổ trong lúc chấp hành một nhiệm vụ ở Hoa Quốc. Rất có khả năng chính là chủ soái Bắc Lương ra tay. Enzo vừa cháo bài vừa nói. Trời đất, hóa ra là lần đó sao? Black Rose tỏ vẻ kinh ngạc. Suốt nói vẻ bất cần, tôi nhớ Hoa Quốc có một câu phép vua còn thua lệ làng, tổ chức tử thần dù mạnh đến đâu cũng chỉ có thể tác oai tác quái ở chỗ chúng ta thôi, nếu đến Hoa Quốc thì đương nhiên sẽ thất bại. Tương tự như thế, tôi nghĩ nếu chủ soái Bắc Lương dám đến phương Tây chúng ta, thì chúng ta cũng có thể đánh anh ta tan tác. Suốt vừa nói với giọng điệu khinh miệt vừa ném một lá bài ra, sau đó giành chiến thắng. Ủa, kỳ lạ thật, sao vẫn chưa nhận được tin tức của bọn họ nhỉ? Thằng Watt kia chắc vẫn đang ở trên tòa nhà, theo lý mà nói, với vòng vây như vậy thì phải nhanh chóng giết được hắn rồi chứ. Suốt vừa nói vừa gọi điện thoại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút, chứ không thấy ai nghe máy. Lúc này, trong tòa nhà, điện thoại đang rung lên trong vũng máu, nhưng không ai nghe, bởi vì chủ nhân của nó cũng đã nằm trong vũng máu rồi. Thi thể đầy đất, nằm ngổn ngang trong hành lang tòa nhà. Những thi thể này chỉ có một đặc điểm, đó là trên cổ có một vết máu. Một dao đứt cổ không có thêm vết thương nào khác. Lúc này, thủ lĩnh của ba thế lực hắc ám vẫn đang tiếp tục đánh bài. Black Rose nói, không cần lo đâu, chắc là tên kia giảo hoạt quá, dù sao hiện giờ hắn ở trong tòa nhà, mọc cánh cũng khó thoát, chúng ta cứ từ từ, không cần sốt ruột. Nghe hắn nói vậy, suốt liền yên tâm hơn, tiếp tục đánh bài. Enzo lại nói, chủ soái Bắc Lương không giống với mấy kẻ vô dụng trong tổ chức tử thần đâu, nghe nói anh ta biết dùng một loại dao quân đội năm cạnh cực kỳ đáng sợ trong tay chỉ cần một con dao quân đội năm cạnh là có thể tự do qua lại giữa đội quân trăm nghìn người về cơ bản những người từng thấy con dao đó đều nói nó chẳng khác gì chiếc sừng giết chóc của tu la chỉ có tu la địa ngục mới có sức mạnh đáng sợ như vậy lúc suốt nói câu này ánh mắt lộ vẻ sợ hãi tuy hắn chưa từng được chứng kiến sự lợi hại của con dao quân đội năm cạnh kia nhưng nghe nói mấy thống lĩnh đứng sau tổ chức tử thần từ đó trở đi cứ nhìn thấy giao quân đội nam cạnh là sợ hãi tổ chức tử thần là một trong những tổ chức lớn nhất trong giới ám sát của thế lực hắc ám phương tây bọn họ cho dù ba thế lực hắc ám của bọn họ gộp lại cũng không bằng tổ chức tử thần trong thời kỳ suy thoái vậy mà vào mấy năm trước sau khi bị long vương phương đông tắm máu tổ chức lớn mạnh như vậy nhanh chóng suy bại không lâu trước đó tổ chức này lại bị tổn thất nghiêm trọng tất cả các thành viên đều rút khỏi mạng lưới ám sát. Hiện giờ, ở phương Tây đã rất ít thế lực sở tổ chức tử thần, bọn họ đã quên mất tổ chức tử thần đã từng vinh quang đến thế nào. Nhưng Enzo vẫn còn nhớ bọn họ từng oai phong đến mức nào trong thời kỳ đỉnh cao. Vậy mà khi gặp vị Long Vương phương Đông kia, lại tan nát như một tấm kính thủy tinh. Thôi đi, anh đừng chém gió nữa, lại còn đao pháp tu la nữa chứ, anh tưởng đang quay phim Hollywood chắc suốt cười lớn, chẳng hề quan tâm. Nếu bây giờ anh ta xuất hiện trước mặt tôi, tôi đảm bảo có thể đánh cho anh ta quỳ xuống đất xin tha. Black Rose cũng phụ họa, anh chém gió hơi quá rồi đấy, tuy chúng tôi biết Bắc Lương là quân chính quy, khá lợi hại, nhưng chủ soái Bắc Lương gì đó cũng chỉ là một con người, anh ta có thể mạnh đến đâu chứ? Nếu anh ta thực sự xuất hiện trước mặt chúng ta, nói không chừng ba chúng ta có thể xử lý được. Anh là thủ lĩnh của thiên sứ không cánh, không ngờ lại nhát gan như vậy. Black Rose và suốt nói xong, không nhịn được cười lớn. Enzo cũng cảm thấy nỗi sợ của mình hơi quá, mím môi không nói gì, để mặc bọn họ cười nhạo. Đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng kính vỡ, sau đó, một bóng người bước ra khỏi bệ cửa sổ. Không ngờ danh tiếng của Bắc Lương chúng tôi lại vang đến thế, đến các nước khác cũng nghe được uy danh của chúng tôi giọng nói trầm thấp vang lên, ba thủ lĩnh của thế lực hắc ám cả kinh, đều quay đầu lại nhìn bệ cửa sổ. Đồng thời, vệ sĩ của bọn họ cũng nhanh chóng bao vây xung quanh chủ nhân của mình. Bỗng bọn họ nhớ ra lúc này mình đang ở tầng cao nhất là tầng 25 của tòa nhà công ty, cũng tức là độ cao hơn 60 mét. Vậy mà tiêu chính văn lại xuất hiện trước mặt họ ở bệ cửa sổ, lẽ nào anh dáng từ trên trời xuống sao? Hơn nữa, Tiêu chính văn không chỉ làm vỡ vụn cửa kính chắn gió ở cửa sổ, mà ngay cả lan can bằng hợp kim cũng bị một dao của anh chém vụn. Điều này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện này là sao? Rõ ràng bọn họ đã cử người bao vây tòa nhà tiêu chính văn ở rồi cơ mà, tại sao trong chớp mắt anh lại xuất hiện trước mặt họ thế này? Phải biết rằng nơi này cách ngoại Las Vegas gần 3-4 tiếng đi xe bọn họ vẫn luôn xem camera của thuộc hạ để hạ lệnh cơ mà. Đúng lúc này, mười mấy chiếc trực thăng quân sự xuất hiện sau lưng tiêu chính văn, bên trên vang lên tiếng phát hùng hồn. Điện thần long đến, tiêu diệt thế lực hắc ám địa phương. Người trong tòa nhà nghe đây, buông vũ khí xuống, nhanh chóng đầu hàng đi. chương 595, tâm tư của Đỗ Tình Tuyết. Điện thần long, tại sao bọn họ lại đến chỗ chúng ta chứ? Trên khuôn mặt ba vị thủ lĩnh đều xuất hiện vẻ sợ hãi, trái ngược hoàn toàn với sự vinh váo khi nãy. Điện Thần Long là một tổ chức thần bí có uy danh hiển hách ở thế giới phương Tây. Nghe nói có 3.000 cường giả. Tứ Đại Long Tôn của Điện Thần Long còn có sức chiến đấu cấp chủ soái. Cho dù là Điện Minh Vương với 12 thánh điện nổi tiếng với sức chiến đấu ở phương Tây thì đứng trước Điện Thần Long cũng phải lép vế. Hơn nữa, có tin đồn rằng tổ chức mới Long Vương do Long Vương Phương Đông đặt tên, rất có khả năng là chi nhánh của Điện Thần Long. Đáng sợ, thật là đáng sợ, các người đã bị bao vây rồi, đầu hàng đi. Tiêu chính văn cầm con dao quân đội nằm cạnh trong tay, bước từng bước về phía bọn họ. Giết người này đi, những người khác theo tôi phá vòng vây. Black Rose có phản ứng lại, chỉ huy thuộc hạ của mình tấn công tiêu chính văn. Nhưng, Tiêu Chính Văn đã xuất hiện trước mặt đám vệ sĩ này nhanh như cắt, con dao quân đội nằm cạnh trong tay vạch một đường cong rất đẹp mắt giữa không chung. Trong chớp mắt, trên cổ đám thuộc hạ này đều xuất hiện một vết máu rõ ràng, rồi ngã xuống đất. Những người này chẳng khác gì cây cỏ, dễ dàng bị Tiêu Chính Văn chém gục. Mấy tên vệ sĩ còn lại lập tức rút súng ra, nhưng Tiêu Chính Văn lại vung con dao quân đội lên, chém đôi những khẩu súng này con dao quân đội kia vô cùng sắc bén, nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt. Thường là nhìn thấy vết máu trước, hai giây sau mới có thể nhìn thấy máu từ từ chảy ra. Vậy nên trên con dao quân đội năm cạnh sáng loáng lạnh lẽo của Tiêu Chính Văn không dính một giọt máu nào. Dao quân đội năm cạnh, đây chính là con dao quân đội năm cạnh mà tổ chức tử thần nhắc đến. Hắn chính là chủ soái Bắc Lương. Từ con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn. Enzo lập tức nhận ra thân phận của đối phương, hai chân nhũn ra, phịch một tiếng quỷ xuống đất. Thiên sứ không cánh chúng tôi đồng ý đầu hàng, nghe theo sắp xếp của Điện Thần Long. Những người khác không ngờ Enzo lại xin đầu hàng trước, đang định chửi hắn là đồ phản bội, nhưng ngay sau đó đã thấy các vệ sĩ của mình ngã xuống trước mặt. Dầm! Cửa tòa nhà bị phá ra, mười mấy cường giả của Điện Thần Long cùng lúc xông vào phòng họp, trong tay cầm súng trường kiểu mới nhất, chĩa vào đầu mấy tên thủ lĩnh. Long Lân bước vào, báo cáo thành tích trận chiến với Tiêu Chính Văn, báo cáo Long Vương, tiểu đội tác chiến 72 của Bộ Tác Chiến Điện Thần Long đã hoàn thành việc trấn áp các thế lực hắc ám ở khu vực này, ba thế lực hắc ám, những kẻ nào không đầu hàng thì giết hết. Nghe xong đoạn báo cáo này, những người khác đều sợ mềm nhũn cả chân ra. Không ngờ lần này chỉ có một tiểu đội đến nhưng đã quét sạch ba thế lực hắc ám của bọn họ. Tiêu Chính Văn bước tới trước mặt hai thủ lĩnh còn lại, con dao quân sự nằm cạnh trong tay chĩa vào chán bọn họ. Nói cho tôi biết, các anh muốn đầu hàng hay muốn chết? Giờ thì cả suốt và Black Rose đều không dám huynh hoang nữa, mà cùng quỳ xuống, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. Bây giờ bọn họ đều vô cùng hối hận, vốn bọn họ thấy trên bảng sát thủ ghi tiêu chính văn chỉ là một vệ sĩ thông thường, còn tưởng có thể lấy được 3 triệu USD dễ như trở bàn tay, không ngờ tiêu chính văn lại là chủ soái Bắc Lương, còn là Long Vương vô cùng thần bí đứng sau điện thần Long nữa. Không ngờ chủ soái Bắc Lương của Hoa Quốc lại là Long Vương của điện thần Long phương Tây. Nếu họ biết được thực hư, đừng nói là 3 triệu USD, cho dù cho bọn họ 30 triệu hay 300 triệu USD, thì bọn họ cũng không dám có bất cứ suy nghĩ gì đối với tiêu chính văn. Bây giờ các anh nói cho tôi biết là ai sai khiến các anh đến là ai muốn lấy mạng tôi trên bảng sát thủ? Tiêu chính văn lạnh lùng hỏi. Crowdy, tôi có thể tra được tư liệu về ông ta, hiện giờ ông ta vẫn đang ở bệnh viện. Để lấy lòng tiêu chính văn, Enzo liền dành trả lời trước. Quả nhiên, tôi đã đoán đúng. Ngay từ đầu tiêu chính văn đã nghi ngờ, những người này nhằm vào anh rất có khả năng là do Crowdy sắp xếp. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có người phát giác ra thân phận của anh là chủ soái Bắc Lương, nên mới đối phó với anh. Để đảm bảo an toàn, Tiêu Chính Văn vẫn liên hệ với Long Lân, bảo anh ta cử một tiểu đội đến, tóm gọn những thế lực hắc ám ở đây. Crowdy đã bị chúng tôi giải quyết rồi. Long Lân nhẹ giọng nói, đưa tay làm động tác cắt cổ. Tiêu Chính Văn nghe thấy vậy thì gật đầu, nói với anh ta, giải quyết chuyện ở đây cho ổn thỏa, tôi về trước đây. Vâng. Long Lân đáp lời, quay lại nhìn những người đang quỳ dưới đất, giơ tay lên quát đưa tất cả đi thủ lĩnh của ba thế lực hắc ám lập tức bị đám người long lân dẫn hết đi còn tiêu chính văn cũng nhanh chóng trở về biệt thự lúc này đỗ tình tuyết đang lo lắng ngồi trên sofa trong phòng khách ở biệt thự long nhất lặng lẽ đứng ở bên cạnh long nhất anh chính văn liệu có xảy ra chuyện gì không đỗ tình tuyết sốt ruột hỏi vẻ mặt đầy quan tâm long nhất ngây ngô gãi đầu đáp tiểu thư đỗ cô yên tâm đi đại ca chúng tôi sẽ không sao đâu cho dù các thế lực hắc ám của cả las vegas cộng lại cũng không thể động vào một sợi lông của anh ấy thật sao đỗ tình tuyết không tin lắm sau đó hỏi thế rốt cuộc anh chính văn làm gì vậy long nhất cười đáp chuyện này tôi không thể nói được không thể nói đỗ tình tuyết hơi nhíu mày ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa đúng lúc này tiêu chính văn đẩy cửa bước vào nhìn thấy tiêu chính văn Đỗ Tình Tuyết phấn khích lao tới, ôm chầm lấy anh, nói: "Anh Chính Văn, anh không sao cả, tốt quá, tôi lo cho anh chết đi được." Tiêu Chính Văn sững sờ, bị cái ôm này của Đỗ Tình Tuyết làm cho sửng sốt. Hiện giờ Đỗ Tình Tuyết đang mặc váy ngủ rất mỏng, nên cái ôm này khiến Tiêu Chính Văn cảm nhận một cách rõ ràng vóc dáng yêu kiều của Đỗ Tình Tuyết, nhất là sự mềm mại của đôi gò bồng đảo, khiến anh thấy hơi ngại ngùng. "Không sao rồi." Tiêu Chính Văn vội vàng khẽ đẩy đỗ Tình Tuyết ra. Cô ta cũng nhanh chóng nhận ra, gò má ửng đỏ, cúi đầu, đứng ở bên cạnh nói: xin lỗi anh. Vừa rồi tôi kích động quá. Không sao. Tiêu Chính Văn mỉm cười. Long Nhất đứng bên cạnh, hơi cúi đầu, thở dài nói: xem ra chị dâu lại có thêm một tình địch rồi. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế, chừng mắt lườm Long Nhất. Anh ta biết điều ngậm miệng, nhún vai. đương nhiên đỗ Tình Tuyết cũng nghe thấy gò má càng đỏ hơn, bỏ lại một câu tôi ngủ trước đây, rồi ôm mặt chạy lên tầng 2. Đỗ tình tuyết xông vào phòng ngủ, giữa lưng vào cửa, hơi thở rồn rập, gò má nóng bừng. Vừa rồi cô ta kích động quá mức mà. Đỗ tình tuyết ngồi xổm xuống, ôm hai đầu gối, trong đôi mắt to tròn long lanh lóe lên tia sáng. Anh ấy đã có vợ con rồi, đỗ tình tuyết, mày phải giữ khoảng cách với anh ấy, biết chưa hả? Đỗ Tình Tuyết nhỏ giọng thì thào, không ngừng cảnh cáo bản thân, tuyệt đối không được làm người thứ ba. Nhưng nãy giờ, trong đầu cô ta toàn là hình bóng của Tiêu Chính Văn, không thể nào xua đi được. Nhất là bóng dáng như thiên sứ hạ phàm của anh lúc cô ta vô cùng tuyệt vọng, đã khắc sâu vào trái tim cô ta rồi. Còn lúc này, Tiêu Chính Văn ở tầng dưới vẫn chưa biết mình đã khiến trái tim Đỗ Tình Tuyết loạn nhịp, anh đang nói chuyện với Long Nhất. Bên thẩm giật phân nói sao, tiêu chính văn hỏi. Long nhất đáp, anh ta bảo ngày mai chúng ta qua đó, anh ta sẽ đưa chúng ta đi tìm người dẫn đường đến nhà tù đen. mươi 596, làm ăn lươn lẹo. Ngày hôm sau, tiêu chính văn, Long lân và Long nhất gặp thẩm giật phân ở địa điểm đã hẹn trước. Thẩm giật phân mỉm cười, bước lên ôm vai tiêu chính văn, nói chủ soái lợi hại quá, có thể bình yên vô sự đến được đây, nghe nói ba thế lực hắc ám của las vegas tối qua đã bị người ta đánh tan tác tiêu chính văn khẽ cười hỏi ngược lại vậy sao sao vậy lẽ nào chủ soái tiêu không nghe nói gì sao thẩm giật phân cười giả tạo hỏi tiêu chính văn lắc đầu đáp đúng là không nghe nói gì thật ha 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 thẩm giật phân cười to nói vậy thì thôi đi nào tôi dẫn các anh đi gặp người dẫn đường suốt lời thẩm giật phân mời ba người lên một chiếc Lincoln côn dáng dài sang trọng. Mấy người nhanh chóng đến một thị trấn bến tàu của Las Vegas. Nơi này có chợ hải sản lớn nhất Las Vegas và sòng bạc ngầm nổi tiếng. Sòng bạc ở đây không quan tâm thân phận, chỉ cần có tiền là có thể chơi. Hơn nữa, ở đây còn có mấy con phố là khu đèn đỏ lớn nhất Las Vegas. Đi trên đường là có thể nhìn thấy những cô gái ăn mặc hở hang và lè loẹt bên đường, không ngừng vẫy tay với mọi người. Đám người tiêu chính văn đi sau thẩm giật vân mặc vest trắng đi trước dẫn đường, xung quanh còn có sáu vệ sĩ vạm vỡ cường tráng đi cùng, ai nấy đều mang súng. Nếu ở nơi bình thường, thì đội hình này chắc chắn sẽ bị người đi đường tránh thật xa. Nhưng ở đây, hình như mọi người đã quen, không hề sợ hãi chút nào. Còn có không ít người với các màu da khác nhau, ở những tòa nhà xung quanh nhìn xuống thẩm giật phân nhanh chóng đến một địa điểm giải trí ở gần đó. Đây là địa điểm giải trí lớn nhất cả thị trấn Casa, hoạt động cả ngày không nghỉ. Ở cửa còn có hai người đàn ông vạm vỡ đầu chọc da trắng mang súng, mặc áo di lơ nhiệt đới, phụ trách canh gác. Nhìn thấy thẩm Dật phân, hai người kia đều đứng cung kính, sau đó đích thân mở cửa, trao đổi vài câu bằng tiếng nước ngoài. Sau đó, thẩm Dật phân quay lại, ra hiệu cho mấy người tiêu chính văn đi cùng. Bọn họ đi xuyên qua một hành lang tối tăm, xuyên qua quầy ba ồn ào, đi qua cánh cửa nhỏ bên cạnh, men theo bậc thang xuống dưới lòng đất, sau đó lại đi qua một đường hầm ngầm khoảng 100 mét, đến một cánh cửa sắt han dỉ màu đỏ ở cuối cùng. Thẩm giật vân đứng sang bên cạnh, vệ sĩ ở phía sau tiến lên xoay cánh cửa sắt ra, rồi mấy người mới bước vào. Đằng sau cánh cửa sắt là một nơi giống nhà kho, trên vách tường bên cạnh treo đầy các loại vũ khí chiến đấu, ở dưới còn có hòm đạn, bom và mấy hòm đạn pháo súng chống tăng. Một bên là một dãy màn hình điện tử và dụng cụ chiến đấu điện tử, có ba người đang giám sát nghiêm ngặt động tĩnh của cả thị trấn Kasa. Một bên nữa lại có một cánh cửa sắt. Thẩm giật phân nói, chủ soái tiêu, đi theo tôi. Xuất lời, anh ta đẩy cánh cửa sắt ra bước vào. Tiêu chính văn nghĩ một lát, ra hiệu cho Long Lân và Long Nhất ở lại bên ngoài, còn anh theo thẩm giật phân vào trong. Sau khi vào, bên trong là một không gian khoảng 100 mét vuông, rõ ràng là một văn phòng, có bàn sách, giá sách, giường, có sofa bàn trà và thiết bị điện tử. Thẩm giật vân tự nhiên ngồi xuống sofa, lấy một chai rượu vang ở giá rượu bên cạnh, tự rót cho mình một ly, còn ngẩng đầu hỏi tiêu chính văn có uống không. Tiêu chính văn lắc đầu từ chối. Chờ khoảng mấy phút, tiêu chính văn không nhịn được hỏi, anh thẩm, chúng ta đến đây làm gì vậy? chẳng phải anh nói đến gặp người dẫn đường sao? Thẩm giật vân mỉm cười đáp, chủ soái tiêu cứ bình tĩnh, sắp đến rồi. Anh ta vừa dứt lời, cánh cửa sắt lại lần nữa bị đẩy ra, một ông lão da trắng khoảng hơn 60 tuổi, đầu đầy tóc bạc, lưng còng, tay cầm một quyển sách bước vào. Ông ta liếc nhìn thẩm giật vân đang ngồi trên sofa, lẩm bẩm bằng tiếng nước ngoài, chai rượu đó đã 20 năm, một triệu, gửi tiền vào tài khoản của tôi thẩm giật phân nhún vai đáp lão cao ông bủn xỉn quá đấy lão cao không nói gì nhìn tiêu chính văn đang ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày nói vua bắc lương hoa quốc long vương điện thần long từ xa đến đúng là khách quý tiêu chính văn nghe thấy thế thì nhíu mày ông già này biết thân phận của anh sao lúc này thẩm giật phân hơi kinh ngạc nhìn tiêu chính văn nhỏ giọng nói hóa ra chủ soái tiêu chính là long vương của điện thần long đúng là khiến tôi bất ngờ Tiêu chính văn không nói gì, sắc mặt bình thản, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão cao. Ông ta ngồi xuống, đeo kính, lật quyển sách có một lớp bụi trước mặt, nói muốn đến nhà tù đen sao. Đúng vậy, lão cao, bạn tôi muốn đến nhà tù đen, thẩm giật phân đáp. Lão cao ừ một tiếng, nói gần đây không đi được nữa rồi. Tại sao tiêu chính văn sốt ruột hỏi? Lão cao nhướng mày nhìn tiêu chính văn, nói gần đây ở biển không được yên bình gió to nhiều xương tiêu chính văn nghe vậy thì nhíu mày nhìn thẩm giật phân thẩm giật phân hỏi mất bao lâu lão cao bình thản đáp chờ thêm ba ngày ba ngày tiêu chính văn nhíu chặt mày lần này anh ra ngoài hơi lâu chờ thêm ba ngày nữa thì anh hơi sốt ruột ông chắc chắn không ra khơi được sao thẩm giật phân cũng sốt ruột lão cao gập sách lại nói cũng không phải là không đi được, chỉ là hiện giờ các thủy thủ không muốn mạo hiểm, trừ khi tiền thuê tăng gấp 3. Gấp 3, lão cao, tôi thấy ông đang cướp thì có. Thẩm giật phân tức giận, đứng dậy mắng. Tiêu chính văn hoài nghi hỏi, tiền thuê nhiều lắm sao? Thẩm giật phân lạnh lùng hừ một tiếng, đáp nhiều chứ. Đương nhiên là nhiều rồi. Bao nhiêu, tiêu chính văn hỏi. Không phải là vấn đề tiền nong, thẩm giật phân nói, là một loại khoáng sản, một loại khoáng sản quý hiếm. Cả khu vực Las Vegas chỉ có một mỏ khoáng sản, hơn nữa sản lượng cực kỳ ít. Khoáng sản, tiêu chính văn càng thấy khó hiểu hơn. Nói thế này cho dễ, loại khoáng sản này gấp 10 lần đồng USD. Một mẫu bằng ngón tay cái đã có thể đổi được 10 triệu USD. Mà lão cao này lại tham lam, đòi to bằng nắm tay. Anh nói xem có phải ông ta bị điên không? bây giờ đòi gấp ba tức là to bằng 3 nắm tay. Cả cái mỏ khoáng sản của Las Vegas phải mất 10 ngày mới khai thác được một quặng to bằng nắm tay. Thẩm giật phân tức phát điên. Lão cao này đúng là làm ăn lươn lẹo. Tiêu chính văn nhíu mày hỏi, khoáng sản gì mà quý giá vậy? Thẩm giật phân hít sâu một hơi, đáp uranium. Tiêu chính văn nghe thấy vậy cũng kinh ngạc. Không ngờ lại là uranium. Nhiên liệu hạt nhân lão cao này có mưu đồ lớn đây. Lão cao cười nhạt nói, thế thì chờ thêm ba ngày đi. Chờ thì chờ. Thẩm giật phân phất tay, xoay người rời đi. Tiêu chính văn cũng hết cách, chỉ đành bỏ đi cùng. Hai người nhanh chóng rời khỏi địa điểm ngầm này, đến một nhà hàng gần đó. Trong phòng bao, thẩm giật phân vô cùng tức giận quát mắng, lão cao khốn kiếp, dám gài bẫy tôi. Tiêu chính văn nhíu mày, nói anh thẩm không còn người dẫn đường nào khác sao? Thẩm giật phân nhíu mày, nói có thì có, nhưng tên đó là một kẻ cuồng bạo lực. Hơn nữa cũng rất kỳ lạ, lần nào cũng đòi thù lao kiểu khác người, bọn tôi không muốn giao dịch với ông ta lắm. Tiêu chính văn nghĩ một lát, trầm giọng nói, dẫn tôi đến đó. Thẩm giật phân tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó nhíu mày đáp, được. chương 597, người Hoa Quốc không yếu ớt mấy người nhanh chóng đến một câu lạc bộ kickboxing. Thẩm giật phân dẫn thẳng tiêu chính văn đến phòng đấu vip. Trên sàn đấu, một người đàn ông da trắng vóc dáng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, đá bay đối thủ từ trên sàn đấu xuống. Đối thủ ngã xuống đất, phun ra máu, ngất xỉu, nhanh chóng được người ta lôi xuống. Lúc này, thẩm giật phân vỗ tay bước lên, cười nói, không hổ là cường giả số một của thị trấn Kasa, Barut, thực lực của ông lại tiến bộ rồi. Baruch trên sàn đấu chẳng khác gì một con gấu chó, hai tay cầm dây thừng, lạnh lùng nhìn thẩm giật phân ở bên dưới, cậu thẩm, không ngờ cậu lại đến một nơi nhỏ bé như chỗ tôi thế này. Thẩm giật phân cười nói, Baruch, nói ngắn gọn thì hôm nay tôi đến để giới thiệu một mối làm ăn cho ông. Baruch xoay cổ, hỏi, mối làm ăn gì? Xa biển, đến nhà tù đen, thẩm giật phân đáp rốt từ chối ngay lập tức, lắc đầu nói: "Xin lỗi cậu Thẩm, tôi tạm thời không ra biển, cậu có thể tìm lão Cao." Thẩm giật phân đáp: "Chúng tôi vừa từ chỗ lão Cao qua đây." "Hả?" rốt bỗng có hứng thú, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nói: "Sao vậy, lão Cao đòi tiền cao quá à?" Thẩm giật phân nhún vai, cũng không phủ nhận: "Đáp, xin giới thiệu với ông, đây là chủ thuê của vụ lần này, Tiêu Chính Văn, cũng là một cường giả." anh ta vừa dứt lời tiêu chính văn liền đứng ra hai tay đút trong túi quần nhìn Barut trên sàn đấu với ánh mắt lạnh lẽo Barut cũng quan sát tiêu chính văn nhìn thấy vóc dáng gầy gò của đối phương lập tức dựng ngược ngón tay cái xuống nói người hoa quốc toàn kiểu này khinh bỉ miệt thị ánh mắt tiêu chính văn lạnh lùng nhưng vẫn nén giận trong lòng thẩm giật vân vội nói Barut, anh ta không phải là người hoa quốc bình thường đâu là chủ soái Bắc Lương nổi tiếng như cồn của Hoa Quốc đó. Barut nghe thấy thế thì lập tức có hứng thú, trong mắt tỏa ra ánh sáng cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói cậu chính là chủ soái Bắc Lương sao? Tiêu Chính Văn đáp, đúng vậy. Ha ha ha. Barut cười lớn, ngoác ngón tay với Tiêu Chính Văn, khiêu khích, tôi thấy cũng chẳng ra làm sao cả, đồ yếu ớt Hoa Quốc, liệu có chịu được một cú đấm của tôi không? Sứt lời, barod vung nắm tay lên vang lên tiếng phá vỡ không khí và luồng lực cực mạnh tiêu chính văn cười nhạt nói tôi đến để bàn chuyện làm ăn barod nói đánh thắng tôi thì tôi sẽ bàn với cậu thẩm giật vân nghe thấy thế thì xúm lại nhỏ giọng nói chủ soái tiêu barod này là cường giả số một ở thị trấn kasa đã biết bao người bị ông ta đánh bại rồi nghe nói sức chiến đấu đã vượt cả chiến thần đạt đến cấp chủ soái rồi tiêu chính văn nghe thấy thế khẽ nhíu mày nhìn barrot vẻ mặt cao ngạo đứng trên sàn đầu lắc đầu đáp xin lỗi tôi không đánh với ông tại sao cậu sợ à sợ thua tôi thì chủ soái bắc lương hoa quốc là cậu sẽ mất mặt sao barrot cười nói ngạo mạn vẻ mặt đầy khinh bỉ tiêu chính văn nhưng tiêu chính văn lại đáp ông không phải là đối thủ của tôi ái chà chà nghe thấy thế các đàn em của Baruch ở xung quanh sàn đấu đều tỏ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm tiêu chính văn, chỉ muốn xé xác anh ra. Ăn nói với đại nhân Baruch của bọn tao kiểu gì đấy? Người Hoa Quốc ngông cuồng, muốn chết à? Đại nhân Baruch, để tôi dạy cho hắn bài học. Những người này phẫn nộ gào thét. Nhưng Baruch lại lạnh lùng nhìn tiêu chính văn, giơ tay lên, ra hiệu cho các đàn em im lặng. Sau đó, ông ta nhìn tiêu chính văn, nói tốt lắm tôi thích những người tự tin. Chỉ cần cậu đánh thắng tôi, tôi sẽ dẫn các cậu ra biển đến nhà tù đen. Sứt lời, Baruch nhường một khoảng trống trên sàn đấu, ra hiệu cho tiêu chính văn lên, còn bảo người mang đến một bộ đồ bảo hộ. Nhưng tiêu chính văn lại lắc đầu đáp, không cần đâu, tôi đang vội. Câu nói này lại khiến xung quanh nổi sóng. Ngay cả thẩm giật vân cũng cảm thấy tiêu chính văn nổ to quá. Tiêu chính văn bình thản bước lên sàn đấu, lạnh lùng nhìn barrot trước mặt hai tay anh vẫn đút trong túi quần dáng vẻ ung dung lúc này barrot đã sẵn sàng chiến đấu hai nắm tay siết chặt cả người nhảy nhẹ nhàng không ngừng thay đổi vị trí muốn khiến đối thủ hoa mắt nhưng thấy tiêu chính văn vẫn tỏ vẻ ung dung bình thản trong lòng barrot bùng lên lửa giận ầm uhm, trong chớp mắt barrot đã tung một cú đấm ra đấm mạnh về phía đầu tiêu chính văn tất cả mọi người đều hô hào cổ vũ cho barut đại nhân barut đấm ngã hắn đi đánh chết thằng hoa quốc này đi để cho hắn biết sự lợi hại của cường giả số một kasa chúng ta đánh chết hắn đi khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ hưng phấn và kích động bởi vì cú đấm này của barut chưa bao giờ thất bại được gọi là nhất quyền siêu nhân của thị trấn kasa đối thủ nào cũng phải gục trước cú đấm này của ông ta lúc này Barot nở nụ cười lạnh lùng và kiêu ngạo. Bởi vì trong mắt ông ta, Tiêu Chính Văn không có bất cứ hành động gì, chắc chắn là bị cú đấm này của ông ta dọa sợ nên mới đỡ người ra. Đương nhiên, đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Rất nhiều đối thủ đã bị cú đấm này của ông ta làm cho sợ đến mức quên cả phản ứng. Ha ha, tôi thấy chủ soái Bắc Lương Hoa Quốc cũng chỉ đến thế mà thôi, chết đi. Baruch gầm lên giận dữ, sức đấm mạnh hơn, nhằm thẳng vào mặt tiêu chính văn. Nếu chúng cú đấm này, thì chắc chắn đầu sẽ nát bét. Lúc này, thẩm giật vân đang đứng ở dưới cũng thấy lo thay tiêu chính văn. Bởi vì anh ta nhìn ra được, cú đấm này của Barut quá mạnh. Tuy nhiên, ngay sau đó, cảnh tượng đáng ngạc nhiên đã xảy ra, khiến tất cả mọi người há hốc miệng. Bởi vì tiêu chính văn đã hành động. Anh chỉ khẽ giơ tay lên, cũng tung một cú đấm nhằm vào cú đấm của Barut. Ai nấy nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải kinh hãi. Người Hoa quốc ngu xuẩn kia muốn so nắm đấm với đại nhân Baros sao? Đúng là chán sống. Đại nhân Baros được xưng tụng là sở hữu nhất quyền siêu nhân đó. Ngay cả Baros cũng phải kinh ngạc trước hành động này của Tiêu Chính Văn. Nhưng ông ta lập tức tỏ vẻ giận dữ. Đối phương đang khinh thường ông ta đây mà. Vậy thì đi chết đi. Ừm. Uhm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang khắp phòng đấm bốc khoảnh khắc nắm đấm của hai người chạm nhau vẻ mặt kiêu ngạo của barot lập tức biến mất thay vào đó là sự khó tin và đau đớn bởi vì trong khoảnh khắc đó ông ta cảm nhận rõ ràng nắm đấm của đối phương mạnh hơn hẳn của mình sức mạnh đó xuyên qua nắm tay của ông ta lan theo cánh tay truyền đến khắp cơ thể chỉ trong khoảnh khắc thậm chí barot còn nghe thấy tiếng nắm đấm của mình vỡ vụn sau đó, âm một tiếng, cả người ông ta bị đấm bay đi, nặng nề va vào lan can bằng dây thừng ở phía sau, rồi ngã bịch xuống đất. Xung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng thở, tỏ vẻ kinh bãi. Đại nhân Baruch thua rồi sao? Sao có thể như thế được? Baruch ngã gục dưới đất, cả cánh tay phải lúc này đã máu thịt be bét. Ông ta sững sờ, mình thua rồi sao? Tiêu chính văn ung dung bước đến trước mặt Baruch, lạnh lùng nói, người Hoa quốc không phải là đồ yếu ớt. Baruk, ông thua rồi, dẫn tôi đến nhà tù đen đi. Chương 598, có ý thủ địch. Baruk chậm rãi đứng dậy, nắm chặt hai tay, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Gã không thể ngờ rằng mình lại bị hạ gục chỉ bằng một đòn. Đây là một đòn đả kích với gã. Gã là cường giả mạnh nhất của thị trấn Casa. Tuy nhiên, nếu đã đồng ý với đối phương, Barot cũng là một người giữ chữ tín, vì vậy gã lạnh lùng nói, dám cược dám thua, ngày mai tôi đưa các người ra biển, tuy nhiên, trước khi đi, tôi muốn biết, vì sao cậu làm được như vậy. Tiêu Chính Văn hơi nhướng mày, lãnh đạm nhìn Barot, nói, rất đơn giản, thực lực của tôi mạnh hơn ông, trong mắt tôi, tốc độ ra đòn của ông thật sự quá chậm, hơn nữa lực cũng không đủ. Nghe thấy câu này, Barot trầm mặc, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi còn tiêu chính văn đã quay người rời khỏi phòng tập đấm bốc. lúc này thẩm giật vân mới thôi sửng sốt phản ứng lại vội vàng làm động tác chào tạm biệt barut sau đó nhanh chóng đuổi theo tiêu chính văn ra khỏi phòng tập đấm bốc long nhất và long lân tiến tới vội vàng hỏi long vương tình hình thế nào rồi tiêu chính văn hít sâu một hơi gật đầu nói sáng mai xuất phát tốt quá long nhất và long lân tràn đầy vui mừng Thầm giật phân đuổi theo anh, mang theo nụ cười trên môi, nói tiêu chính văn, lợi hại quá, anh đánh bại Baruch chỉ bằng một cú đấm, anh không biết, Baruch đó là cường giả mạnh nhất của thị trấn Casa đấy, còn được gọi là siêu nhân một đấm. Không ngờ rằng, hôm nay lại có người đánh bại gã trong lĩnh vực chuyên môn của chính mình. Lần này, Baruch nhất định sẽ ủy khuất vài ngày cho mà xem. Tiêu chính văn cười bình thản, nói, do may mắn thôi. Thẩm Dật Vân cười nói: Chủ soái Tiêu khiêm tốn quá, đi thôi, tôi mời anh một bữa, đưa anh tới nhà hàng đắt đỏ nhất ở thị trấn Casa. Tiêu Chính Văn cũng không từ chối, cả ba người đi theo Thẩm Dật Vân đến nhà hàng đắt nhất ở thị trấn Casa. Thẩm Dật Vân vào nhà hàng liền bao chọn một phòng bao. Bọn họ ngồi xuống, thái độ trước đây của Thẩm Dật Vân đã hoàn toàn thay đổi, trở nên rất cung kính. Anh ta liên tục rót rượu cho Tiêu Chính Văn lời nói cũng tràn đầy ngưỡng mộ chủ soái tiêu anh biết không Bar này từng rất kiêu ngạo nhiều công việc kinh doanh của tôi ở thị trấn Casa đã bị tên Bar này chặn lại vì vậy chúng tôi phải ra giá rất cao không chỉ riêng tôi rất nhiều thế lực ở Las Vegas cũng không thuận mắt cái tên Bar này nhưng vì Bar thật sự quá mạnh chúng tôi cũng không còn cách nào khác đành phải nhẫn nhịn không ngờ rằng hôm nay tôi được nhìn thấy chủ soái tiêu ra tay thật đúng là khiến người ta mãn nguyện mà thẩm giật vân khen ngợi rất nhiều tiêu chính văn cũng bình thản ngồi nghe khi bọn họ đang vui vẻ ăn uống thì đột nhiên bên ngoài phòng bao vang lên tiếng kêu cứu À a à, a à, các người là ai bỏ tôi ra cứu tôi với cứu tôi với tiêu chính văn cau mày người kêu cứu là một phụ nữ hơn nữa cô ấy nói tiếng hoa quốc rất thành thạo Long Nhất, ra ngoài xem thế nào." Tiêu Chính văn lạnh lùng nói. "Vâng." Long Nhất nhanh chóng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bụp bụp, đồng thời tiếng la thất thanh và chửi rủa của một đám người nước ngoài cũng vang lên. Xong việc, Long Nhất bước vào, phía sau anh ta là một người phụ nữ đầm đìa nước mắt. "Chủ soái, mấy tên lưu manh địa phương muốn kéo cô gái này đi uống rượu." Long Nhất nói. Tiêu chính văn nhướng mày nhìn sang, phát hiện người phụ nữ đứng sau Long Nhất Đan không ngừng lau nước mắt này rất quen. Tô mặc như, tiêu chính văn kinh ngạc hét lên. Khi người phụ nữ đó nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cô ta đột nhiên nhìn lên, phát hiện đó là tiêu chính văn cũng kinh ngạc hét lớn, tiêu chính văn, sao lại là anh? Nói xong, cô ta lại rơm rớm nước mắt, những uất ức trong lòng lại trào lên nếu như không phải có tiêu chính văn thì vừa nãy cô ta đã bị mấy tên lưu manh kia bắt đi rồi. Long nhất gãi đầu, nghi ngờ nhìn người phụ nữ và tiêu chính văn, nói, đại ca, anh quen à? Tiêu chính văn gật đầu, nói, ừ, bạn tôi. Thẩm giật phân ở bên cạnh mỉm cười nói, nếu đã là bạn thì cùng ngồi xuống đây đi. Tô mặc như ngồi xuống, tiêu chính văn an ủi một lúc, sau đó cô ta kể lại toàn bộ sự việc. Thì ra cô ta cùng vài người bạn đi du lịch, không ngờ vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng phải đám đàn ông lưu manh ngoại quốc đó. Bọn chúng nói rằng rất thích cô ta, muốn cô ta đi uống rượu cùng, còn dùng lời lẽ quấy rối cô ta. Nghe thấy vậy, tiêu chính văn lại nhíu mày. Người dân Hoa Quốc ở nước ngoài đã phải chịu rất nhiều sự thù địch và dè biểu. Đặc biệt là ở phương Tây, nạn phân biệt chủng tộc rất phổ biến. Được rồi, không sao đâu, có tôi ở đây, Tiêu Chính Văn nói. Đúng lúc này, cửa phòng bao lại bị đẩy ra, ba thanh niên nam nữ xông vào, đều là người của Hoa Quốc. Người thanh niên trẻ tuổi đi đầu trông rất đẹp trai, vẻ mặt gấp gáp nói, mặc như, em không sao chứ. Sau đó, anh ta lạnh lùng quét mắt qua phòng bao một lượt, hét lớn các người muốn làm gì. Tôi nói cho các người biết, các người dám làm gì cô ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho các người đâu. Tôi sẽ lập tức báo cảnh sát đấy." Hai thanh niên nam nữ phía sau cũng vội vàng tiến tới. Tô Mặc Như nhanh chóng đứng dậy, nói Trần Tấn, anh đừng làm loạn nữa, đây là bạn của tôi, vừa nãy chính là bọn họ cứu tôi đấy. Nghe thấy vậy, sắc mặt Trần Tấn nghiêm lại, nhìn đám người Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy nhiên, anh ta không có lấy một lời cảm ơn, quay đầu nhìn Tô Mặc Như, nắm lấy tay cô ta, quan tâm nói em không sao là may rồi vừa nãy anh mới nghe tin liền lập tức chạy tới vậy mấy tên lưu manh nước ngoài đó đâu anh phải dạy dỗ cho bọn chúng một trận mới được dám ước hiếp người phụ nữ anh thích anh nhất định sẽ đánh chết bọn chúng tô mặc như vội vàng gỡ bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi tay trần tấn lùi lại nửa bước nói trần tấn anh đừng nói linh tinh chúng ta chỉ là bạn thôi khi đang nói cô ta còn lén lút liếc nhìn tiêu chính văn sợ anh hiểu lầm trần tấn này chỉ là bạn của mình thôi vốn dĩ tô mặc như chỉ nghĩ rằng trần tấn này là một anh bạn hào phóng nhưng không ngờ anh ta lại có ý với mình chuyến đi này cũng là ý của trần tấn trên đường đi sự chăm sóc tỉ mỉ của trần tấn đối với cô ta cũng khiến tô mặc như cảm thấy khó xử tuy nhiên tô mặc như chỉ coi anh ta là một người bạn tốt không hề có chút tình cảm nam nữ nào với anh ta tuy nhiên trần tấn thì khác anh ta đã yêu thầm tô mặc như vài năm rồi vẫn luôn dùng thân phận bạn bè để ở bên cô ta bây giờ anh ta nhận ra tô mặc như hình như rất quan tâm đến cách nghĩ của người đàn ông bên cạnh anh ta lập tức nhướng mày sự lạnh lùng thoáng qua trên gương mặt anh ta sao anh ta không nhìn ra được chứ tô mặc như vẫn luôn nói rằng mình có người trong lòng rồi lẽ nào chính là người đàn ông này sao đột nhiên trần tấn vô cùng tức giận anh ta nhìn chằm chằm tiêu chính văn bằng ánh mắt vừa ghen vừa phẫn nộ lạnh lùng nói anh là ai thế tiêu chính văn cau mày chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra trần tấn này dường như có vẻ rất thù địch anh tô mặc như vội vàng kéo tay trần tấn lạnh lùng nói trần tấn anh nói chuyện kiểu gì thế thái độ nhẹ nhàng hơn chút anh trần tấn nén tức trong lòng đúng lúc này cửa phòng bao lại bị đẩy ra năm gã đàn ông ngoại quốc phạm vỡ xông vào tất cả đều có hình xăm, mặc áo khoác da và dắt dao găm trên eo. Bọn chúng xông vào, tên mập mạp đi đầu hét lên bằng tiếng nước ngoài, phắc. Vừa nãy, đứa nào dám đánh em trai tao, đứng ra đây ngay. chương 599, đám mọi dợi chúng mày sẽ phải trả giá đắt. Nhóm người này cao to lực lưỡng, khí thế hung hãn, thoạt nhìn là biết đây là những tên lưu manh địa phương. Đặc biệt là gã đàn ông to béo da trắng cầm đầu, Chiều cao 1m9 trông không khác gì con gấu vạm vỡ, đứng yên ở trong phòng bao cũng đủ khiến vô số người kinh hãi. Phía sau gã là một thanh niên da trắng đầu bê bết máu chỉ vào Long Nhất đang đứng ở một bên, hét lớn: "Anh à, chính là hắn, thằng chó hoa quốc này vừa mới đánh em, anh nhất định phải đánh gãy tay chân hắn, dạy cho hắn một bài học nhớ đời." Nghe thấy vậy, gã to béo quay đầu, lạnh lùng nhìn Long Nhất, nói: "Một thằng hoa quốc mà dám đánh em trai của tao?" mày muốn chết đúng không long nhất khoanh tay trước ngực đứng trước mặt gã to béo mặc dù thấp hơn nửa cái đầu nhưng vẻ mặt lại vô cùng lãnh đạp ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gã cười lạnh một tiếng nói này đồ béo chết tiệt em trai mày làm cái gì lẽ nào mày không biết à tao chỉ là ra tay dạy dỗ hắn thôi chứ chưa lấy cái mạng hắn là phúc tổ ba đời nhà chúng mày rồi đấy mẹ kiếp mày nói cái gì cơ thằng nhãi hoa quốc đáng chết này lập tức quỳ xuống xin lỗi em trai tao nhanh. Nếu không, Brooklyn tao nhất định sẽ cho mày biết kết cục của việc xúc phạm hai anh em tao là như thế nào. Gã đàn ông to béo giận dữ gầm lên. Long nhất cao mày, chuẩn bị ra tay, Trần Tấn ở bên cạnh đã hoảng sợ hét lớn, cái gì, hắn là Brooklyn sao? Toi rồi toi rồi, mặc như, bạn của em lần này chết chắc rồi, lại dám đánh em trai của Brooklyn, mau bảo bạn em quỳ xuống xin lỗi đi, nếu không, Chúng ta không ra khỏi thị trấn Casa này được đâu. Nghe thấy vậy, Tô Mặc như tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi Trần Tấn, anh đang nói cái gì vậy? Brooklyn gì chứ, rõ ràng là vừa nãy hắn quấy rối tôi, còn định động tay động chân với tôi, bọn chúng phải xin lỗi mới đúng. Tô Mặc như rất tức giận, chỉ tay vào người thanh niên da trắng đầy máu. Trần Tấn lập tức tỏ vẻ lo lắng, nói đó là do bạn của em đần. Bọn họ hoàn toàn không biết Brooklyn đáng sợ đến thế nào đâu. Gã này là con rắn đất ở thị trấn Casa, dưới trướng có mấy chục đệ tử, còn liên quan đến thế giới ngầm nữa. Những người đắc tội với gã, nếu không bị đánh què thì sẽ bị ném xuống biển cho cá ăn, hoặc là bị chặt nhỏ rồi chôn trong sa mạc. Nghe thấy vậy, Tô Mặc Như cũng căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và lo lắng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nhưng lúc này chỉ nhìn thấy anh đang bình thản ngồi đó. Tựa hồ như không hề quan tâm đến những chuyện diễn ra trước mắt. Sau đó Trần Tấn vội vàng tiến tới nói với Brooklyn một cách khiêm tốn, "Chào anh Brooklyn, tôi tên là Trần Tấn, bố tôi là Trần Lực Hằng, là ông chủ của nhà máy thép ở thị trấn Casa, chuyện hôm nay không liên quan gì đến chúng tôi, tất cả là do một mình anh ta làm, cầu xin anh Brooklyn đây nể mặt bố tôi, tha cho tôi và mấy người bạn." Lúc này, Brooklyn quay đầu nhìn Trần Tấn khiêm nhường trước mặt gã nhướng mày lạnh lùng nói bố của cậu là ông chủ của nhà máy thép vâng ạ à, vâng ạ à, trần tấn cười đáp bốp kết quả brooklyn tát mạnh vào mặt trần tấn khiến hai chiếc răng trong miệng anh ta văng ra ngoài sau đó gã gầm lên đám thương gia hoa quốc đều là lũ thấp kém bố mày còn không dám nói chuyện với tao một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như mày lại dám cầu xin tao tha cho à hôm nay ai cũng không được phép đi nói xong Gã nhìn chằm chằm Tô Mặc Như và cô gái kia bằng ánh mắt thèm thuồng, nói: "He he, phụ nữ hoa quốc, da thịt mềm mại. Tao đã chơi vài con rồi, ướt lắm, hôm nay tao sẽ giữ hai đứa chúng mày lại phục vụ tao và em trai tao, phục vụ xong mới được đi. Nếu không, tao chôn sống cả lũ chúng mày." Nghe thấy câu này, Trần Tấn run lên vì sợ hãi, lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin: "Xin anh Brooklyn, cầu xin anh." giờ cao đánh khẽ, tha cho tôi và bạn tôi. Brooklyn lại tiến tới đá cho Trần Tấn một cái, lạnh lùng nói, thằng nhãi Hoa Quốc, nếu bố mày đã là ông chủ của nhà máy thép, vậy thì nhất định rất giàu có, mày lập tức gọi điện thoại bảo ông ta mang một triệu tới đây, sau đó mày có thể cút. Trần Tấn hoảng loạn, nhưng vẫn hỏi, vậy, bạn của tôi thì sao? Brooklyn lập tức hung hăng nhìn chằm chằm Trần Tấn đang co do trên mặt đất, nói, thằng nhãi Hoa Quốc, mày không hiểu ý của tao à? Tao nói, mang một triệu đến đây, tao chỉ tha cho một mình mày thôi. Nói xong, Brooklyn không buồn quan tâm đến Trần Tấn đang run cầm cập nữa mà dùng ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm tô mặc như, sau đó đi đến chỗ cô ta, vươn bài tay mập mạp của mình ra, cười nói, phụ nữ hoa quốc quả nhiên rất đẹp, làn da trắng hồng này, thân hình bốc lửa này, ha ha ha, đã lâu rồi tao chưa được chơi phụ nữ hoa quốc. Nói xong, của Brooklyn đã nắm lấy Tô Mặc Như. Hành động này khiến Tô Mặc Như sợ hãi hét lên, cả người không ngừng run rẩy. Nhưng, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Cái tay nào của mày dám động vào cô ấy, tao sẽ phế luôn cái tay đấy. Toàn bộ đều chết lặng. Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi ở một bên bằng ánh mắt ngạc nhiên. Brooklyn vô cùng tức giận, hét lớn, mẹ kiếp, lại là thằng chó hoa quốc thằng nhãi mày cũng muốn chết đúng không nói xong gã bước tới chỗ tiêu chính văn định đấm vào mặt anh nhưng trong khoảnh khắc tiêu chính văn vung tay lên nhẹ nhàng vuốt ve dao dĩa trên bàn sau đó giơ tay lên một luồng ánh sáng màu bạc bắn ra xẹt trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của mọi người chiếc dĩa màu bạc trực tiếp lao tới đâm vào tay phải của brooklyn khiến máu bắn ra tung tóe a a tay của tao tay của tao brooklyn run rẩy đau đớn nắm lấy bàn tay phải đang chảy máu của mình cơn đau xé lòng khiến gã không ngừng hét lên cảnh này cũng khiến tô mặc như và trần tấn hoảng sợ trần tấn sợ tới mức suýt chút nữa ngất xỉu anh ta hét lớn xong rồi xong rồi lần này chúng ta xong thật rồi mặc như bạn của em dám ra tay với brooklyn gã sẽ giết chúng ta mất À á anh không muốn chết đâu làm sao bây giờ? Mấy người bạn của Trần Tấn cũng hoảng hốt, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Lúc này, mấy tên đệ tử nhìn thấy đại ca của mình bị dĩa đâm vào tay, lập tức rút dao găm trên eo ra gầm lớn. Mẹ kiếp, dám động tay với đại ca của chúng tao, muốn chết à? Lũ hoa quốc ngu xuẩn, chúng mày phải trả giá cho hành động của mình. Giết chết bọn chúng, báo thù cho đại ca. Ngay lập tức, đám đàn ông nước ngoài đó hung hăng cầm dao đâm về phía tiêu chính văn đang ngồi. Tô mặc như sợ hãi hét lên, tiêu chính văn, cẩn thận. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra. Ánh mắt tiêu chính văn bùng lên một tia sát khí, nhìn chằm chằm đám người da trắng đang lao tới, lạnh lùng nói, đám mọi dợ chúng mày mở miệng ra là chửi người Hoa Quốc ngu ngốc, chúng mày mới là một lũ đần. Kiêu căng ngạo mạn, phân biệt chủng tộc, chúng mày nhất định phải trả giá thật đắt. chương 600, mày muốn báo thù, tao ở đây đợi mày. Khi vừa dứt lời, trong phòng bao đột nhiên bừng lên một luồng sát khí mãnh liệt. Ngay sau đó, tiêu chính văn di chuyển trong ánh mắt của tất cả mọi người. Anh hất tay một cái, con dao nằm cạnh sắc bén màu bạc đột nhiên bắn ra, xoay tròn nhiều vòng giữa không chung, tỏa ra luồng sát khí mãnh liệt. Xẹt! Bốn gã áo trắng đang lao tới, bọn chúng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã nhìn thấy một ánh sáng bạc lóe lên sau đó cổ tay lập tức bị con dao cắt lìa bàn tay phun ra máu đỏ tươi giây tiếp theo bọn chúng cảm thấy đau đớn ôm chặt bàn tay bị đứt lìa của mình ngã xuống vũng máu không ngừng kêu la thảm thiết a à, á à, tay của tôi tay của tôi đứt rồi ác quỷ người này đúng là ác quỷ đau quá đi tay tôi mất rồi trong tích tắc Đám đàn ông cường tráng đều ngã xuống, kêu gào đau đớn. Còn Tiêu Chính Văn thì vẫn thờ ơ ngồi ở vị trí ban đầu, con dao năm cạnh sắc bén trong tay vẫn không ngừng nhỏ máu. Lúc này, Brooklyn cũng hoàn toàn chết lặng. Cảnh tượng trước mắt khiến gã run sợ và kinh hoàng. Gã ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang bước từng bước về phía mình liền sợ hãi hét lên, "Mày, mày là đồ ác quỷ, đừng qua đây, đừng qua đây!" tao nói cho mày biết, Brooklyn tao không phải người dễ ức hiếp đâu. Tao được ông chùm Conrad chống lưng cho đấy. Mày dám động tay với tao, ông ấy nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Tuy nhiên, nghe thấy cái tên Conrad từ miệng của Brooklyn, tiêu chính văn lại cười chế nhạo, nói, vậy à, vậy thì tao rất muốn xem, chúng mày định không tha cho tao thế nào. Nói xong. Tiêu chính văn liền dơ chân đá Brooklyn ra ngoài. Một tiếng động lớn vang lên, Brooklyn đập vỡ cánh cửa phòng bao, cả người bay ra ngoài, ngã xuống hành lang. Lúc này, rất nhiều người nước ngoài tập trung ở hành lang, khuôn mặt bọn họ tràn đầy kinh hoàng khi nhìn thấy Brooklyn bay ra ngoài. "Trời ơi, đó là Brooklyn đấy, sao gã lại bị người ta đá văng ra ngoài vậy? Điên rồi, nhất định là điên rồi. Ai dám to gan như vậy, dám đánh cả Brooklyn?" Mọi người xem, chính là người đó, hình như là người Hoa Quốc. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Tiêu Chính Văn thờ ơ đứng ở cửa, anh giơ chân lên, đè mạnh đôi giày da của mình vào mặt Brooklyn, ép chặt gã xuống đất. Khoảnh khắc đó, Brooklyn cảm thấy như thể một nửa khuôn mặt của mình đã bị nghiền nát thành từng mảnh, cơn đau xuyên thấu khiến gã run lên, gã không ngừng cầu xin tha mạng. À, ah, cầu xin anh tha mạng, xin anh tha mạng, tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa, cầu xin anh giơ cao đánh khẽ." tha cho tôi một lần. Ai có thể ngờ được, Brooklyn người luôn không coi ai ra gì, nổi tiếng là hung hãn ở thị trấn Casa này lại cầu xin một người Hoa Quốc tha mạng. Sắc mặt tiêu chính văn lạnh lùng, cúi đầu nhìn Brooklyn đang bị dẫm dưới chân, anh dùng thêm chút lực, liền nghe thấy tiếng gạch nước trên mặt đất. Ngay lúc đó, luồng sát khí trên người tiêu chính văn mạnh đến mức khiến người khác cảm thấy thở không nổi. Brooklyn, tao nói cho mày biết, người Hoa Quốc không hề ngu xuẩn. Bỏ cái tính ngông cuồng ngạo mạn đấy của mày đi, nếu mày muốn báo thù, tao vẫn ở đây đợi mày. Nói xong, tiêu chính văn nhấc chân lên, quay trở lại phòng bao. Sau đó, bốn gã da trắng bị chém đứt cổ tay cũng bị ném ra ngoài. Nhờ có sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ, đám người Brooklyn mới đứng dậy được. Nửa khuôn mặt của gã đã trở nên méo mó, hốc mắt trúng sâu, tràn đầy thức giận, Hung hăng gầm lên một tiếng, lũ hoa quốc đáng chết, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Chúng mày cứ chờ đấy cho tao, cơn thịnh nộ của ông trùm Conrad rất nhanh thôi sẽ ập đến đây ngay. Đến lúc đó, tao sẽ chém chúng mày ra thành trăm mảnh. Nói xong, Brooklyn giận dữ cùng đám đàn em xoay người bỏ đi. Lúc này, toàn bộ nhà hàng đều hoảng loạn. Gì cơ, ông trùm Conrad sắp tới rồi." "Xong rồi, xong rồi." chúng ta mau chạy đi, đều tại đám người hoa quốc đáng chết đó, lại dám ngông cuồng chọc giận Brooklyn. Đó là con rát đấy, thủ lĩnh của thế giới ngầm ở thị trấn Casa, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và đẫm máu. Giây tiếp theo, tất cả khách hàng trong nhà hàng đều bỏ chạy toán loạn. Ngay sau đó, trong nhà hàng này chỉ còn lại đám người Tiêu Chính Văn đang ngồi trong phòng bao. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã ngồi trở lại vị trí cũ, cùng ly với Thẩm Giật phân thẩm giật vân cũng có chút sướng sờ bất lực cười nói tiêu chính văn lần này anh gây ra họa lớn rồi vậy à tiêu chính văn chẳng buồn quan tâm thẩm giật vân lắc đầu nói có thể anh không biết con rát này là ai nhưng tôi phải nói cho anh biết ông ta là thủ lĩnh của thế giới ngầm ở thị trấn kasa này dưới trướng có hàng nghìn tên đàn em đấy hơn nữa còn có vũ khí hạng nặng đến sở chỉ huy ở đây cũng phải nể mặt ông ta vài phần nghe thấy vậy tiêu chính văn lắc đầu nói vũ khí hạng nặng ha ha không thành vấn đề chỉ cần ông ta dám tới tôi sẽ khiến ông ta phải quỳ xuống nghe thấy câu này thẩm giật vân cũng không nói thêm gì nữa người này là chủ soái bắc lương của hoa quốc là long vương của điện thần long nói không chừng lần này con rát toang thật rồi cũng nên còn tô mặc như sợ đến mức ngẩn người không ngừng nhìn về phía tiêu chính văn hỏi anh tiêu Thật sự không sao chứ. Tiêu chính văn cười nhạt, nói, không sao, cứ để tôi giải quyết. Lúc này, Trần Tấn bật dậy từ mặt đất, tức giận gầm lên, anh điên rồi. Anh nhất định là điên rồi. Dám đánh Brooklyn bị thương, anh có biết, con rat đó khủng khiếp như thế nào không? Đắc tội với bọn họ, chúng ta đều phải chết. Trần Tấn gầm lên, hận không thể xé xác tiêu chính văn ra thành trăm mảnh anh ta lại dám đánh brooklyn bị thương điều này không thể tha thứ được bây giờ con sắp đến bọn họ sắp xong đời rồi còn tiêu chính văn thì nhướng mày lạnh lùng nhìn trần tấn nói bản thân anh quỳ xuống cầu xin người khác đó là anh tự coi thường chính mình người hoa quốc gia nước ngoài đáng lẽ nên đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu sự yếu đuối nhỏ bé hàng trăm năm về trước đã không còn tồn tại nữa rồi là do bản thân anh tự mình cúi đầu trách gì người khác nữa. nghe thấy câu này, trần tấn tức giận, phẫn nộ hét lớn. anh lợi hại, anh có bản lĩnh thì một mình anh đối đầu với brooklyn và conrad đi, cớ gì kéo chúng tôi xuống vũng bùn cùng. tiêu chính văn cười lạnh một tiếng nói, bây giờ anh có thể đi, có ai cản anh đâu, nhưng mà sau khi anh rời khỏi đây rồi, nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì thì tôi cũng mặc kệ đấy. trò cười, tôi cần anh quan tâm chắc. trần tấn tức giận chế nhạo một câu. Sau đó, anh ta nhìn Tô Mặc Như, lo lắng nói, Mặc Như, đi với bọn anh đi, ở lại đây là chờ chết với bọn họ đấy. Nhìn thấy vẻ mặt vừa rụt rè vừa sợ hãi của Trần Tấn, Tô Mặc Như vô cùng chán ghét, lạnh lùng nói, muốn đi thì anh cứ đi, tôi sẽ không rời xa tiêu chính văn đâu, tôi sẽ cùng đối diện với anh ấy. Mặc Như, Trần Tấn cau mày hét lên nhưng cũng không còn cách nào anh ta chỉ đành cùng mấy người bạn của mình rời đi trước. Nhìn thấy Trần Tấn vội vàng chạy trốn, tô mặc như hừ lạnh một tiếng, đồ hèn hạ, như vậy mà còn muốn theo đuổi tôi. Tiêu chính văn mỉm cười, không nói gì. Nhưng ngay khi đám người Trần Tấn chạy ra khỏi nhà hàng, bọn họ đều chết lặng. Bởi vì trước mặt bọn họ, mười mấy chiếc SUV màu đen đột nhiên lao tới. Những người đàn ông cao lớn mặc đồ chiến đầu màu đen, trên ngực sắt súng tiểu liên, nhảy từ trên xe xuống đồng thanh hét lớn đi 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 một số chiếc suv cũng đã được thay đổi trang bị súng máy hướng về phía cửa nhà hàng nhìn thấy cảnh này đám người trần tấn hoàn toàn chết lặng ngay sau đó trong ánh mắt vô cùng hoảng hốt của bọn họ một người đàn ông trung niên da trắng tóc bạc mũi khoằm cũng mặc đồ chiến đấu màu đen và đeo kính dâm nhảy ra khỏi chiếc xe đầu tiên ông ta vừa xuất hiện toàn bộ không khí xung quanh đều thay đổi, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ông ta chính là Conrad, người đứng đầu thế lực đen của thế giới ngầm ở thị trấn Kasa. Thủ lĩnh điều hành đầu tiên của tổ chức quân cân ra. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 30